Thì là lão cũng Học trễ, đi đi vô trễ cô chủ nhiệm có hối không? Có luôn hả? Thế mà không giờ cô chủ nhiệm hối phải không? Thế mấy đứa trong lớp mình có đăng ký thi năng lực đợt 2 hết chưa? có đứa thi có đứa không ạ? À, tháng mấy mới thi? Như tháng 7 á cô. Ôi ôi, còn 2 tuần nữa qua tháng 7 rồi. Rồi, tình hình là không biết sẽ như thế nào ha. Không biết sẽ kéo dài tới lúc nào. Thế khi mà thầy cô ôm cho mấy đứa thì mấy đứa có yên tâm không? Dạ cũng yên tâm. Là có người đang đồng hành phải không? Có người đang đồng hành. Rồi cái khó khăn này là khó khăn chung ha. Năm nay cái lứa tụi em là xui. Thi cử nó tới nơi rồi mà dịch nó lại tràn tới. Cho nên tình hình này kéo dài không biết tới bao giờ. Thế thì tất cả mọi người sẽ chia lửa với nhau ha. Bây giờ bước 1 là khởi động nha. Khởi động thì mình tham khảo một cái đề đọc hiểu. Với cô có chia sẻ qua Zalo cho ta. Thế đợi đợi mấy đứa đợi cô một chút nha. Cô chia sẻ cái đề qua Zalo. Do cái đề chính thức lụm từ phía học sinh, nó vẽ nó viết tùm lum hết, cho nên cô tìm cái ngữ liệu nào nó sáng rõ một chút. Thì nếu như mình nhìn trên đây mà không rõ cô xin lỗi nha, cô bấm nhầm cái gì đó. Mấy bạn chờ cô một chút. Vẫn nghe cô nói chứ hả? Vẫn nghe cô nói chứ hả? Có ai đó lên tiếng cho cô coi. Cô thoát ra rồi Tuấn. Biết cô bấm nhầm cái gì đó, cô thoát ra rồi đúng không? Rồi ha. Hay để em thu nhỏ lại cái này vô đây. Đúng rồi. Nãy muốn thu nhỏ mà nó vô tình bấm nhầm. Cô đang dạy trên này đó cô. Ừ, đang dạy cái đó đó. Alo. Alo. Gia Tiên nghe cô nói chưa? Dạ nghe cô Ừ, ơi, hồi nãy cô mà bấm không có thấy màn hình. nhầm. À, đợi đợi cô xíu nha. Rồi, cảm ơn Tuấn. Bây giờ thấy rồi ha. Nếu như mình nhìn trên đây mà không thấy á, thì nhìn qua Zalo. Zalo thì cô lựa cái ngữ liệu tương đối sáng rõ một chút để các em đọc, Gia Tiên đọc giúp cô cái ngữ liệu nha. Các bạn Gia Tiên có thấy đề chưa? Dạ rồi Rồi cô. rồi, đọc ha, đọc lên. Dạ, chúng ta hay nghĩ về cái ác thật nặng nề, cho rằng giết người, bắt cóc, hãm hiếp mới là ác. Chúng ta quên rằng cái ác biểu hiện xung quanh mình mỗi ngày, trong những ngóc ngách tâm hồn mà ngay cả bản thân người đó cũng không nhận thức được. Nói một lời nói chia rẽ, đó là cái ác. Giết một sinh vật nhỏ bé vô tội không có khả năng chống cự,
đó là cái ác. Nhận lợi ích hai bên dù ban đầu đứng về một bên, đó là cái ác. Nói xấu và đơm đặt thêm thắt về cuộc đời ai đó, đó là cái ác. Nhận xét ác ý về một người của công chúng cho mục đích mua vui, đó cũng là cái ác. Một số người có lẽ không biết rằng mình ác, nên mỗi ngày đều xem đó là sự hiển nhiên, xem những phán xét hằn học, miệt thị, công kích là quyền cá nhân mà gây tổn thương đến tinh thần người khác thì là cái ác kinh hồn. Những tổn thương thể xác còn theo thời gian mà lành lặn, những vết thương trong tâm hồn bao giờ mới được chữa lành. Dĩ nhiên không ai là hoàn toàn trong sáng, nhưng chỉ cần chúng ta nhận thức được cái ác đang hoành hành và thao túng chúng ta, thì đó là bước đi đầu tiên để kiểm soát. Cách tốt hơn, hãy tưởng tượng và đặt mình vào vị trí của nạn nhân. Nếu bản thân ta hay những người ta yêu thương rơi vào tình huống đó, liệu ta sẽ chịu đựng ra sao? Cứ nghĩ như vậy, thì lưỡi sẽ uống đến 7 lần trước khi nói. Đừng sống mà vô tri, đừng ác mà không biết. Chích người trong đau khổ vẫn cười, Hamlet chương. À, trong lớp mình có ai đọc sách của Hamlet chương không? Có bạn nào đọc không lên tiếng à? Có ai đọc sách của Hamlet chương? Đây là một cái đoạn trích rất là thấm thía, nhất là trong cái hoàn cảnh này. Khi mà người ta rảnh rỗi ha, soi mói nhau, rồi người ta gây tổn thương cho nhau, rồi cả đám đông gây tổn thương cho một vài cá nhân. Cho nên là tình cờ cô gặp cái đề nói chung là cô cũng đã cho học sinh làm bài và chấm rồi, nhưng mà lục lại đề tình cờ gặp cô thấy thấm thía vô cùng. Chuyện đề tài về cái ác nè. Thí dụ như mà nếu là lấy trong cái bối cảnh này mà cho thì cũng có khả năng gặp nó lắm á. Thì đây là cái đề thi thử do cụm 7 gặp các trường ở ngoài thành, khu vực Hóc Môn, Củ Chi với lại trường Võ Trường Toản đó, đã cho thi thử năm 2016-2017. Mà bây giờ mình thấy rất là đậm tính thời sự, đúng không các em? Đó, thì cô có cảm giác người ta đang ác với nhau mà người ta không biết điểm dừng. Thì con người mà ai cũng có cái đúng, ai cũng có cái sai hết, mà cứ nhắm vô cái sai rồi đào xới rồi chỉ trích rồi chửi bới và thi nhau để gây tổn thương cho ai đó, rõ ràng là mình ác mà mình không hay đó. Rồi một cái đề mà đậm tính thời sự. Bây giờ cái câu hỏi nó nằm ở trên màn hình á, câu số 1, xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản, dễ quá, bạn Ân trả lời. Dạ. Phương thức biểu đạt chính. Dạ, nghị luận. Đúng rồi, phương thức nghị luận nửa điểm. Rồi, trả lời cho cô câu số 2, công minh. Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nổi bật trong đoạn văn. Câu này nửa điểm. À, biện pháp tu từ nổi bật là điệp cấu trúc, đúng không? Điệp chỗ nào phải chỉ ra? Dạ, điệp người ta cho một cái ví dụ rồi phải đó là cái ác. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, .. đó là cái ác. Vậy là nhìn ra phép tu từ điệp cấu trúc. Thế em hãy nói về hiệu quả của phép tu từ này. Dạ thưa cô, là nó làm cho câu văn thêm sinh động, gợi cảm, làm cho câu văn có nhịp điệu, dễ đi vào lòng người. Rồi nhấn mạnh các việc làm là tội ác. Những việc làm mà đã vô tình gây ra tội ác. Rồi thể hiện sự bất bình của tác giả. Đúng rồi. Qua đó bộc lộ thái độ cảm xúc rất là bất bình của tác giả. Nói về bạn Minh thì có chú ý nói về hiệu quả, về hình thức, về lời văn, về giọng văn, nhưng mà nó còn cái tính chất của lý thuyết quá, mình chưa có áp dụng vô trong cái đoạn này. Nó làm cho giọng văn trở nên như thế nào, mình phải cố gắng diễn đạt cho nó sâu hơn, áp dụng vô trong cái ngữ cảnh này nè, nó làm cho giọng văn trở nên như thế nào. Vậy thưa cô, là tăng sức thuyết phục, kiểu nó lập luận
đanh thép hơn, làm cho cái giọng văn, cái cách lập luận trở nên đanh thép hơn. Dạ chắc vậy. Có ai bổ sung thêm không? Có bạn nào nhìn thấy thêm khác với lại bạn Công Minh không? Bạn Khánh Duyên, Khánh Duyên có thể bổ sung. Về hình thức á, về hình thức, về lời văn, giọng văn á. À, giọng văn. À, tôi nghĩ là hình thức thì cái cấu trúc nó giúp cho cái câu văn trở nên có nhịp điệu, có trở nên cái nhịp điệu với lại nó làm sao? Bạn nào thử lên tiếng, ai nhìn ra được thêm vấn đề nữa nói để cho cái nội dung nó cụ thể hơn, chứ còn bạn Công Minh thì nói rất là lý thuyết, nó vẫn còn ở cái phương diện lý thuyết thôi. Có ai lên tiếng bổ sung thêm không? Giọng văn trở nên nghiêm khắc hơn đúng không? Nghiêm khắc hơn đó. Thế còn về ý nghĩa đó thì qua đó tác giả muốn cô bổ sung thêm nha. Tác giả muốn cảnh tỉnh, muốn cảnh, muốn thức tỉnh mỗi người. Và thức tỉnh điều gì? Đừng có nghĩ cái ác là khi mình phạm pháp luật, mà cái ác mà là những cái việc làm rất là đời thường mà chúng ta chưa ý thức đó. Đó thì bổ sung thêm ha, giọng văn đây. Nó cái giọng văn trở nên nghiêm khắc hơn ha, trở nên trăn trở. Mình có thể áp dụng để đưa vào trong cái ngữ cảnh này. Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ đó. Chứ còn mình nói biểu cảm hơn, sinh động hơn, nhịp nhàng hơn, thì nó vẫn còn ở phương diện lý thuyết nha. Nó chưa có đi vào thực tế của cái ngữ liệu này. Đó thì nói tóm lại á, nó mình sẽ soi chiếu làm sao cho nó ở cái mức độ sát nhất. Rồi ngoài phép điệp cấu trúc, chúng ta có thể nhìn ra thêm phép gì? À, bạn Hiếu, Tạ Trung Hiếu. Bạn Hiếu. Dạ các cô, là em coi lại cô. Tìm. Dạ các cô là phép. Nếu như bạn Minh nhìn ở vế đầu thì em hãy nhìn ở vế sau, chứ bạn Minh nhìn vế sau, em nhìn vế đầu cho cô. Dạ em đang coi lại. Nghe chỗ này nè các bạn. Nói một lời chia rẽ, giết một sinh vật nhỏ bé, nhận lợi ích hai bên, nói xấu đâm đặt thêm thắt, nhận xét ác ý. Thấy luôn phép gì ha? Phép liệt kê luôn. Đúng rồi, phép liệt kê ha. Phép liệt kê để cho thấy cái ác luôn hiện hữu quanh ta, qua từng lời nói, qua từng hành động của chúng ta ha. Đó, từ đó tác giả muốn nhắn nhủ mọi người hãy ý thức hơn trong giao tiếp đối với mọi người xung quanh. Thấy chưa? Rồi phép liệt kê làm cho cái khả năng diễn đạt của tác giả rất cụ thể, rất là sinh động về cái ác thể hiện muôn màu muôn vẻ, được miêu tả, được thể hiện rất cụ thể, rất sinh động. Cái lời văn á, thấy chưa? Mỗi một phép tụ từ nó có một cái khả năng. Phép liệt kê thì diễn tả một cách cụ thể, sinh động, đầy đủ, phong phú. Đó, đó là hiệu quả về cái lời văn. Đúng không? Rồi, phép điệp thì nó tạo nên cái giọng văn đó. Giọng văn thật nghiêm khắc, tác giả như muốn cảnh tỉnh, muốn thức tỉnh mọi người. Đừng nghĩ cái ác là những cái việc lớn lao, mà cái ác còn thể hiện qua những cái hành động, những cái lời nói rất là đời thường của chúng ta. Đó, rồi xong. Câu này có nửa điểm mà. Bây giờ gọi bạn Huyền làm tiếp cho cô câu số 3. Dạ. Yeah. Cô là
tổn thương thể xác, những vết thương trong tâm hồn. Hiểu như thế nào là cần thao tác gì? Khi người ta nói hiểu tổn thương thể xác thì nó có thể gây đau đớn khó chịu, nhưng mà nó sẽ lành, dần lành lại. Không còn tổn thương tinh thần thì là tổn thương về mặt tâm lý, tình cảm, có tác động lớn đối với nhận thức tình cảm của con người. Giỏi. Thì nó sẽ rất khó lành, và thậm chí nhiều khi không bao giờ lành. Và có thể nó sẽ theo suốt cả cuộc đời của con người. Nên là khi hỏi hiểu như thế nào là dùng thao tác giải thích nha. Những tổn thương về thể xác thì theo thời gian nó có khả năng lành lặn, thì mình có thể lý giải học sinh vật rồi đó, giải thích chút chút đi. Vì cơ thể của người có khả năng tái sinh, đúng không? Tái sinh sự sống. Những tế bào có khả năng hình thành, tế bào mới có khả năng hình thành, cho nên vết thương thể xác có thể lành lặn theo thời gian, đúng không? Có thể dùng một chút xíu kiến thức về sinh, môn sinh á, để giải thích cái vế đầu của câu. Còn vế sau của câu thì bạn Huyền giải thích rất là tốt. Những vết thương trong tâm hồn vì sao nó khó lành? Vì nó tác động sâu sắc đến gì hồi nãy nói đó, đến nhận thức, đến tình cảm của con người. Và nó sẽ lâu, hoặc có thể nó sẽ không bao giờ được lành. Nó sẽ là nỗi đau âm ỉ theo suốt cả cuộc đời của con người. Rồi bây giờ nếu mà giải thích dừng lại ở đó thôi là chưa tới nơi tới chốn. Giống như nhổ cái cây mà còn lại cái gốc vậy đó. Nhổ phải bứng hết gốc. Thì khi mình giải thích á, mình phải giải thích nghĩa luôn của cả câu. Bạn Huyền thử đào xới thêm ý nghĩa sâu xa của câu nói này. Hiểu hàm ý của tác giả là gì? Huyền ơi. Vậy là vậy như cô là những tổn thương trong tâm hồn thì không thể dùng các biện pháp chữa trị thông thường, mà nó gây những tổn thương kinh khủng, ám ảnh về mặt tâm lý cho con người. Cái hàm ý sâu xa của câu nói này, nghĩa của bề sâu á. Bởi vậy cho nên vì vậy cho nên cô gợi ý rồi đó. Từ đó ta hiểu ra. Hiểu làm sao? Hiểu làm sao về câu nói? Tiến độ chậm quá nha. Hiểu làm sao về câu nói Mai Hân? Mai Hân. Dạ cô. Hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó là gì? Dạ theo con nghĩ là những vết thương trong tâm hồn không bao giờ chữa lành là dạ thôi cô lại cái ý này đơn giản quá mà các bạn không nhìn ra hả? Bây giờ hồi nãy đó là Huyền á, giải thích được cái nghĩa bề nổi trên cái ngôn từ rồi đó, được đó, đúng đó, nhưng mà mới có nửa điểm thôi. Câu này tới một điểm lận. Mình phải nói cái nghĩa bề sâu, hàm ý của câu nói này là sao? Dễ quá, có bạn nào lên tiếng không? Lên tiếng cho vui nè, cho nó sôi động lên. Ai lên tiếng? Từ đó, ta phải luôn ý thức đừng bao giờ gây tổn thương cho người khác. Nghe rõ chưa nè? Đừng bao giờ gây tổn thương cho người khác. Thế như vậy khi mà hỏi nghĩa hiểu như thế nào thì mình không phải chỉ giải thích cái nghĩa trên bề nổi của ngôn từ, mà còn phải giải thích cái hàm ý sâu xa trong cái câu văn đó, trong cái đoạn văn đó. Nhớ chưa?
bạn giữ dạ, nhớ chưa? Bảo Đinh Minh Bảo. Dạ nhớ cô. Nhớ là giải thích anh chị hiểu như thế nào thì cần thao tác giải thích, mà giải thích không phải chỉ nghĩa trên ngôn ngữ, ngôn từ xuất hiện trong cái câu đó, mà còn phải giải thích cái hàm ý sâu xa. Nhớ ha. Rồi xong. Xong câu số 3. Câu số 4 hỏi gì ta? Để cô chụp hình nó rớt lại câu số 4. Thông điệp rút ra từ văn bản trên là gì? Thông điệp rút ra từ văn bản trên là gì? Câu này ai xung phong? Các bạn nào xung phong? Câu này xin mời Nhật Quyên. Dạ. Thông điệp rút ra từ văn bản trên. Cô thông điệp rút ra từ văn bản trên là mỗi người sẽ có một thông, một hiểu, nắm được một, nắm bắt một cái thông điệp khác nhau. Thông điệp mà em theo con là mỗi người phải luôn ý thức để suy nghĩ không làm tổn thương người khác ạ. À? Đúng rồi. Ha. Đừng phải luôn ý thức trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động để đừng gây tổn thương cho người khác. Bây giờ mình phải lý giải nha, mình đưa cái thông điệp đó ra là 025. Mình lý giải là 075. Thì lý giải đó bạn có thể trình bày ra cho lớp nghe được không? Là tránh làm tổn thương người khác. Bởi vì khi mà mình làm tổn thương người khác thì dù là lời nói hay hành động thì nó cũng sẽ để lại ấn tượng không tốt cho người khác về mình. Đúng rồi. Rồi để lại một cái vết thương rất là đau trong lòng người ta. Mỗi khi người ta nhìn thấy mình hoặc người ta nghĩ tới mình sẽ bị ấn tượng về cái điều đó, mà người ta không bao giờ có ấn tượng tốt về mình. Đúng rồi. Người ta xa lánh mình. Còn gì nữa không? Chưa nghĩ ra cô. Ở đây thì mình sẽ dùng thao tác nghị luận nha, xem xét, đưa ra ý kiến của mình. Nhưng mà cô lưu ý là ý kiến phải từ nhiều phía. Thì em chỉ nghĩ đến cái phía của người ta. Còn em hãy nghĩ thêm về phía của bản thân đó. Khi ta không gây tổn thương cho người khác vậy đó, thì ta sẽ làm sao? Dạ, khi mà mình gây tổn thương cho người khác thì mình sẽ luôn bị áy náy và luôn bị suy nghĩ. Mình luôn áy náy mà khi mà mình làm điều ác với người khác thì mình sẽ dằn vặt bản thân mình. Ừ. Đó là khi ta có lương tâm á. Còn giả sử mà ta không có lương tâm á thì ta sẽ dần dần trở nên kẻ ác ha. À, vậy mình trong cái câu số 4 á, khi mà mình bàn luận á, nếu như ta hỏi, đòi hỏi ý kiến đưa ra đó, thì phải đi nhìn từ nhiều phía cho thấy cái góc nhìn của mình nó đầy đủ hơn, đúng không cả lớp? Chứ nếu mà chỉ nhìn từ một phía thôi, cái sức thuyết phục của mình chưa cao. Ngoài ra thì có thể có những cái thông điệp khác nhau. Thí dụ như là hãy sống yêu thương, tôn trọng và vị tha. Đó, đó là một thông điệp ha. Hoặc là hãy sống lương thiện, sống đẹp trong mỗi ngày. Đó, mỗi người một cái quan điểm. Thì tùy theo cái góc nhìn các em sẽ có những cái, sẽ có những cái thông điệp khác nhau. Rồi xong. Bây giờ hỏi về đoạn văn cô không có chụp được cái đoạn văn cho nên cô đọc lên nha. Hãy trình bày suy nghĩ của anh chị về lời khuyên của tác giả: đừng sống mà vô tri, đừng ác mà không biết. Suy nghĩ của anh chị về lời khuyên của tác giả: đừng sống mà vô tri, đừng ác mà không biết. Bây giờ mình sẽ giới thiệu ra đây là cái lời khuyên của ai. Mình đưa ra cái lời khuyên này, giới thiệu ra của ai, ở trong cái tác phẩm nào. Thì đó là một cái cách để đưa vấn đề. Nếu như mở bài là một đoạn văn thì mở đoạn chỉ cần một câu văn thôi.
Mình có thể nói là Hamlet Trương trong tác phẩm Người trong đau khổ vẫn cười đã đưa ra cho chúng ta lời khuyên rất chí lý: đừng sống mà vô tri, đừng ác mà không biết. Vậy là xong mở đoạn ha, mở đoạn 025. Bây giờ chúng ta cần phải có thao tác giải thích. Theo bạn Giáng Khanh thì chúng ta sẽ giải thích về cái gì? Dạ cô, là phải giải thích về dạ là phải giải thích là vô tri là như thế nào, rồi cái ác là làm sao á cô? Vô tri là sao? Dạ cô, là vô tri là không có quan tâm tới những cái xung quanh mình đó cô, mà chỉ có quan tâm tới bản thân mình thôi đó cô. Đúng rồi, đó đại khái là vậy. Rồi còn nói thêm, vô tri thường gắn liền với vô cảm ha. Vô tri sẽ dẫn đến vô cảm. Vô cảm là gì? Không có cảm xúc, không biết yêu thương à. Thế tại sao chúng ta đừng vô tri với cuộc đời? Thì chúng ta sẽ bình luận ra. Ở đây mình tách ra hai vế. Cái câu này nó có hai vế. Vế thứ nhất, mình giải thích vô tri là gì, tại sao chúng ta không được phép vô tri trong đời này. Rồi vế thứ hai, ác mà không biết, chúng ta giải thích ra ác là gì, tại sao phải tránh xa điều ác. Đó, khi mà một cái câu mà có hai vế thì các em sẽ có nhiều ý để viết hơn, đúng không? Người ta xé ra cho mình thành hai vế, mình có hai nội dung để mình viết, thì cái đoạn văn của mình á, ý á, là mình sẽ có nhiều ý hơn, rất là yên tâm. Thế bây giờ nãy giờ là phân tích. Phân tích có nghĩa là đi vào vế đầu giải thích bình luận, rồi đi vào vế sau giải thích bình luận. Rồi bây giờ hãy đặt trong đời sống thực tế để xem xét nè, liên hệ thực tế nè. Mà bằng khuyên dạ cô, liên hệ thực tế dạ cô ạ. Dạ liên hệ thực tế những cái câu chuyện, đặt trong cái hoàn cảnh thực tế để soi rọi câu nói này nè, nó phản ánh cái tình hình thực tế hiện tại như thế nào. Dạ. Có thể phê phán hoặc khen hoặc chê. Dạ dạ phê phán hoặc khen hoặc chê từ nha cô. Nó phải thực tế nữa đúng không cô? Kiểu ý một cái đoạn về nghị luận về cuộc sống thì chúng ta phải đặt vào cuộc sống để soi rọi. Chứ mình bàn suông là mất điểm ha. Đặt vào thực tế. Sở dĩ có cái lời khuyên này là do cái cuộc sống ngày nay nè, người ta đề cao cái lợi ích cá nhân đúng không? Người ta cổ suý cho cái quyền của cá nhân, và người ta sẵn sàng gây tổn thương cho người khác nha. Người ta sẵn sàng thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Đó thì mình đưa ra dẫn chứng. Đưa ra dẫn chứng những cái người sống mà vô cảm. Đúng rồi, ảnh hưởng đến người khác. Ví dụ như là những người trong thời buổi dịch bệnh, nó có những người rất cố gắng để như kiểu các y bác sĩ rất cố gắng để có thể giúp cho người dân vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này, nhưng mà cũng có rất là nhiều người họ vô ý thức, họ sống chỉ vì bản thân, vì lợi ích của bản thân mà làm cho dịch bệnh của đất nước trở nên góp phần làm cho dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Dạ. Chẳng hạn như hiện tượng gì, nói cho rõ luôn. Dạ gọi là không có ý thức đeo khẩu trang khi ra ngoài, hoặc là mấy người mà vì một chút tiền của những người muốn đến Việt Nam để những người Trung Quốc đến Việt Nam để
tránh bệnh mà lại dẫn những người đó qua làm cho dịch bệnh một lần nữa bùng phát. Giỏi. Đó, đó là cái ác thể hiện qua, mình lái lại vấn đề ha. Đó là cái ác bộc lộ qua hành động, đúng không? Qua những cái việc làm thiếu ý thức và gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng đó. Thì tình hình bây giờ cứ gắn với dịch bệnh cho cô, những cái đoạn văn nào mà gắn được với dịch bệnh nó gắn cho cô ha. Rồi xong, thấy hiểu sâu sắc được điều đó, tôi sẽ như thế nào, đó là liên hệ bản thân nha. Thử nói một vài ý để liên hệ bản thân coi. Nhật, Hồng Châu, Hồng Châu. Hồng Châu. Dạ thưa cô là vì vậy chúng ta nên sống mà quan sát nhận thức những hành động, hành vi của mình có ảnh hưởng đến người khác hay không. Và quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Và nhận thức được những hành vi của mình là có ích hay là gây hại cho cộng đồng, để không trở thành kẻ vô tri, không trở thành kẻ ác. Nãy giờ cô giúp cho các em lái lại câu nói rồi đó, làm cho nó không lạc đề ha. Mình nói cái gì đó, sau đó cái mình quay trở lại vấn đề chính, mình hướng vào vấn đề chính để nó không bị lạc đề. Vậy là chúng ta đã xử lý xong cái phần đọc hiểu và cái phần viết đoạn văn. Đoạn văn thì theo cái quy trình là nêu ra cái ý chính mà cái đề bài đã đưa ra, nêu lại cái ý chính, rồi sau đó giải thích, rồi kết hợp phân tích, chứng minh, bình luận là cái phần trung tâm á. Một cái bánh sẽ luôn luôn có cái nhân, phân tích, chứng minh, bình luận, đó là phần nhân của cái bánh. Tùy theo cái đề mà chúng ta, người ta muốn mình phân tích nhiều hay là muốn mình chứng minh nhiều hay là muốn mình bình luận nhiều, tùy theo yêu cầu của đề. Thì đó là phần trung tâm, phần nhân của cái bánh. Rồi sau đó gắn vào thực tế, đặt vào thực tế để soi rọi, để khen, để chê, để biểu dương hoặc phê phán, hoặc là kết hợp cả hai ha. Rồi liên hệ một chút về bản thân. Theo thói quen thì giáo viên hay kiểm tra đầy đủ các thao tác lắm, cho nên là nếu mà thiếu thì người ta bớt mình điểm vậy đó. Rồi xong một cái đề đọc hiểu. Chút nữa lần bắt đầu cái sau khi giải lao xong là lại tiếp tục một cái đề đọc hiểu nữa nha. Chúng ta bắt đầu lúc 1:30. Thế mình chia ra làm giống như lần trước, mình chia ra làm hai chặng. Chặng một là bao nhiêu ta? 90 phút đúng không? Chặng 2 90 phút. Chặng 3 là giải lao. Vậy có giải lao 20 phút. Giống như lần trước. Vậy là giải lao mấy giờ sẽ bắt đầu giải lao các bạn? 1:30 mà 2:30. 2:30. 3:00. Không ai lên tiếng hả? Không ai lên tiếng là cô sẽ quyết định tùy hứng nha. Rồi xong phần đọc hiểu rồi. Thế bây giờ cô dặn thêm một chút về thơ. Cái kỳ này thì khả năng á, cho truyện cao hơn thơ. Mà nếu mà thơ Tây Tiến với sống á, là cao hơn so với đất nước với Việt Bắc. Hôm trước đất nước với Việt Bắc á, là cô đã gửi cái file PowerPoint cho các em rồi. Cô dặn thêm, nếu mà người ta cho một cái đoạn thơ về đất nước á, thì chúng ta hãy phân tích xong rồi hãy làm rõ về phong cách thơ của Nguyễn Khoa Điềm, phong cách trữ tình chính luận nha. Nếu như mà đề không hỏi thì mình vẫn phải có ý thức hướng tới phong cách thơ của Nguyễn Khoa Điềm, là phong cách thơ trữ tình chính luận, đó là giọng thơ thủ thỉ tâm tình ha. Rồi cái vẻ đẹp của thơ ca Nguyễn Khoa Điềm là vẻ đẹp của thơ ca hiện đại, thể thơ tự do. Đó, thể thơ tự do. Tác giả đã dùng hình thức tâm tình hướng về bạn đọc, trò chuyện tâm tình với bạn đọc để khơi gợi lại cái nhận thức
của bạn đọc về đất nước, về nhân dân. À, giọng thơ thủ thỉ tâm tình, thể thơ tự do, nó mang vẻ đẹp của thơ ca hiện đại. Thì ngược lại với Nguyễn Khoa Điềm, khi mà người ta cho một cái đoạn thơ liên quan tới Việt Bắc thì chúng ta phải nói về cái vẻ đẹp. Vẻ đẹp gì? Vẻ đẹp gì? Vẻ đẹp đậm đà tính dân tộc. À, đó là cái vẻ đẹp truyền thống á. Nguyễn Khoa Điềm là mang cái vẻ đẹp của thơ hiện đại, thì thơ của Tố Hữu đó nó mang đậm cái vẻ đẹp của thơ ca truyền thống, đậm đà tính dân tộc. Nhắc lại mấy cái kiến thức nè, cô có giảng ở cái phần Tố Hữu rồi mà học lâu quá rồi sợ các em quên. Hôm trước nói vội vội vàng vàng, bây giờ thử hôm trước đang gọi ai, cái phần này hình như là bằng Khuyên thì phải. Bằng Khuyên lên tiếng nè. Dạ cô. Nói cho cô tính dân tộc nó thể hiện như thế nào. Dạ xuyên suốt. Em hiểu thế nào về tính dân tộc? Dạ là hiểu qua thể thơ, qua cái cách thể thơ là truyền thống. Dạ rồi qua cái những cái hình ảnh mà tác giả nhắc đến. Qua đâu nữa? Dạ qua ngôn từ. Vậy là em chưa nắm vấn đề theo hệ thống ý. Trước đã khảo rồi, cái tính dân tộc nó thể hiện ở nội dung hay hình thức? Dạ ở cả hai. Đúng rồi. Vậy thì mình phải triển khai từ nội dung đến hình thức. Đầu tiên cái em nắm hình thức em nói à, đúng không? Tính dân tộc thể hiện từ nội dung đến hình thức. Thế về nội dung á thì Tố Hữu đã thể hiện tính dân tộc như thế nào? Dạ qua những cái sự kiện lịch sử, qua cái viết về đời sống dân tộc. Đúng rồi, viết về những cái vấn đề của dân tộc, viết về những cái sự kiện lớn của dân tộc. Dạ qua đó đề cao cái gì của dân tộc? Dạ qua đó ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn. Giỏi đó, ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của dân tộc. Đó là về nội dung. Thì người ta cho bất cứ đoạn nào chúng ta cũng nhìn ra được vẻ đẹp tâm hồn, hoặc là của người đi, của kẻ ở, hoặc là của người đi, hoặc là của kẻ ở, đúng không? Từ đó mình chốt lại từ cái nội dung đó đó, thì nó đã tác giả đã làm toát lên cái vẻ đẹp của dân tộc, làm nên cái tính dân tộc đậm đà trong thơ ca của tác giả. Rồi sau đó mình mới xét về hình thức. Hình thức thì có thể loại, hình thức thì có hình ảnh thơ, ngôn ngữ thơ rất gần gũi, rất quen thuộc. Thí dụ như là cách xưng hô mình ta rất gần gũi, rất quen thuộc ha. Kết cấu đối đáp thì ví dụ như người ta cho 8 câu đầu, mình có thể chỉ ra cho người ta thấy đối ai đối ai đáp nè ha. Còn nếu như người ta không cho 8 câu đầu mà cho ở những chỗ khác thì chúng ta cho biết đây là lời hỏi của ai, lời nói của ai, lời tâm tình của ai. Thí dụ như cho đoạn kia thì kia là lời đáp của ai, lời giải bài của ai. Nó nằm trong cái hệ thống kết cấu đối đáp rất là quen thuộc, chỉ ra cho người ta thấy. Rồi ngôn ngữ thơ, hình ảnh thơ rất là quen thuộc. Bến đình, cây đa ha, mái đình, cây đa, rồi mưa nguồn, rồi suối lũ, vân vân. Chỉ ra cho người ta thấy tính dân tộc thể hiện qua thể thơ, qua hình ảnh thơ, qua cái giai điệu, qua âm hưởng rất là ngọt ngào. Từ cái thể thơ lục bát nó tạo nên giai điệu âm hưởng ngọt ngào. Như vậy, cho dù đề có yêu cầu hay đề không yêu cầu thì đưa ra một cái đoạn thơ nào đó về Việt Bắc, chúng ta cũng phải làm bật lên cái phong cách thơ của Tố Hữu đậm đà bản sắc dân tộc. Đã cả lớp nhớ chưa? Cô có thể khép lại phần thơ. Bây giờ mình sẽ qua phần văn xuôi. Thì ở học kỳ 1 có 2 tác phẩm văn xuôi nào? Bạn Nhật Quyên.
Dạ thưa cô, học kỳ 1 có hai tác phẩm văn xuôi là Tây Tiến rồi cô. À không, từ từ, Người lái đò, Người lái đò. Gì nữa? Dạ, với lại Ai đã đặt tên cho dòng sông. Đúng rồi, bây giờ cái khả năng thi là tác phẩm nào cao hơn tác phẩm nào? Dạ, con nghĩ là Người lái đò. Tại sao? Dạ, tại vì Ai đã đặt tên cho dòng sông nằm trong đề minh họa. Trên đề minh họa hả? Nó gần đó, người ta cũng cho thi rồi. Đề thi tốt quốc gia, thi tốt nghiệp có cho rồi. Hỏi về cái vẻ đẹp của sông Hương ở thượng nguồn. Đó. Vẻ đẹp của sông Hương ở thượng nguồn. Thì đã cho thi gần đây. Cho nên là nếu mà xếp thứ tự ưu tiên là phải ôn Người lái đò kỹ cho cô. Bây giờ bắt đầu Người lái đò hình thức trắc nghiệm nha. Biết trong lớp mình học kỳ 1 cô có cho trắc nghiệm chưa ta? Trong lớp mình học kỳ 1 có hỏi trắc nghiệm về Người lái đò sông Đà chưa cả lớp? Bạn Nhật Quyên? Dạ hình như là chưa cô. Chưa hả? Rồi cô. Rồi hả? Giờ ôn lại ha. Tự nhiên con chuột. Đây, con chuột đây. Ôn lại chút nha. Để mở rồi mà ta. Rồi các bạn có nhìn thấy được đà? Giờ nhìn được chưa? Ở đây có đan xen giữa tác phẩm của Hoàng Vũ Ngọc Tường, sông Hương với lại sông Đà ha. Vẫn nghe cô nói chứ hả? Cả lớp vẫn nghe cô nói chứ hả? Dạ, có nghe cô. Ừ, có nói. Chờ cô xíu. Rồi, bây giờ gọi từ trên xuống nha, mọi người làm cho cô một câu nha. Bạn Lan Anh làm cho cô câu một. Thể loại sở trường của Nguyễn Tuân và phải Hoàng Phổ Ngọc Tường. Cô là ký. Đúng rồi. Thế với Nguyễn Tuân đó là dạng nào của thể ký? Ký nó có nhiều dạng lắm, nhật ký, hồi ký, bút ký, tùy bút. Cô là tùy bút Người lái đò sông Đà. Đúng rồi, Người lái đò sông Đà là một cái dạng tùy bút. Tùy bút là một dạng của thể ký, là ghi chép. Thế ưu thế của thể ký tùy bút là sao? Tùy bút nó có ưu thế riêng của nó là gì? So với ký là ghi chép bình thường. Giảng bài rồi đó, nhớ không? Nhớ không? Thể nhớ thì nó nhớ mà quên nó quên. Lan Anh. Quên hả? Vậy mai mốt á, làm bài về Nguyễn Tuân là nhớ bình luận về thể ký nha. Thể tùy bút mà Nguyễn Tuân chọn đó là cái thể loại thuộc về sở trường của Nguyễn Tuân á. Nó tự do, nó không bị ràng buộc, nó không gò bó trong cái cách viết đó. Người viết có thể liên hệ, có thể tạc ngang, mở rộng vấn đề, đi sâu vào những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của cá nhân. Ký là vốn dĩ là ghi chép một cách bình thường cái đời sống hiện thực ha. Còn tùy bút á, là tùy theo ngọn bút, tùy theo cảm hứng. Thì trong quá trình ghi chép, nhà văn có quyền nhận xét, bình luận, liên hệ, tưởng tượng để làm cho cái đối tượng mình viết trở nên thu hút hơn. Đó, thể tùy bút á, cái dạng tùy bút á
nó cho chấp nhận, nó cho phép nhà văn liên hệ tạc ngang, mở rộng vấn đề, bình luận về vấn đề, so sánh cái đối tượng mà mình đang viết với đối tượng khác. Đó, thì đối với Nguyễn Tuân, đây là cái thể văn mà rất hợp với phong cách của Nguyễn Tuân. Đó là một con người không chấp nhận khép mình trong khuôn khổ ha, mà nó cho phép Nguyễn Tuân tự do bay bổng trong suy nghĩ, trong cái góc nhìn của mình, trong cái cách thể hiện của mình. Vậy nhớ bình luận về thể loại tùy bút. Các em có thể giới thiệu về thể tùy bút ở đầu thân bài hoặc ở cuối thân bài ha. Nếu mà viết về người lấy đà sông Đà mà không bình luận về thể văn là một cái thiếu sót. Nhớ bình luận về thể loại cho cô. Nó là một dạng ký, ký có nghĩa là ghi chép. Nó khác với truyện ha, truyện thì mang tính hư cấu, đó là viết về những gì mình tưởng tượng ra. Còn ký là viết về cái đời sống thực tế đang có. Đó, và cái lối viết mà tùy bút là viết theo cái hứng của cá nhân nhà văn. Nhà văn có thể đặc biệt có cảm hứng về đối tượng, có thể dừng lại để nhận xét, để bình luận, có thể mở rộng để liên tưởng, để so sánh. Thí dụ như Nguyễn Tuân so sánh cái hút nước á, giống như cái gì nè, giống như cái giếng bê tông. Nguyễn Tuân tưởng tượng ra để một anh phóng viên trên một cái thuyền thúng tròn vành mà thả xuống dưới đáy những cái hút nước đó, mà quay ngược ống kính lên thì sẽ thấy cái khối bê tông đó đang xoay tít trên đầu. Đó là tưởng tượng á ha, đó là tưởng tượng đó. Vậy là nhớ bình luận về thể loại. À, nhớ chưa? Thằng Lan Anh. Rồi. Cái này hình như cô giảng mà cô không có cho ghi. Tại vì không phải cái gì mình cũng kịp để ghi. Cô nghĩ rằng các bạn có thể nắm được vấn đề. Hôm nay ai lỡ quên thì sẽ nhớ. Nhớ bình luận về thể loại nha. Ví dụ hôm bữa mình phân tích một cái đoạn thơ Việt Bắc, mình bình luận về thể thơ Lục Bát. Thì bây giờ cái thể văn này mình cũng phải bình luận về cái thể loại mà Nguyễn Tuân đã chọn. Rồi, người số 2 Nguyễn Hoàng bảo gì? Bảo Châu đúng không? Làm cho cô dạ. Câu 2. Câu 2. Cô là câu B. Câu B. Nguyễn Tuân không dùng hình ảnh nhân hóa nào để nói về sông Đà. Câu B sai rồi. Cả câu A, câu B và câu C đều có. Ha. Thế khi xây dựng hình tượng con sông Đà hùng vĩ dữ dội thì có chỗ Nguyễn Tuân đã ví đó là một mụ phù thủy độc ác. Có chỗ Nguyễn Tuân lại gọi đó là kẻ thù số 1 của con người. Còn khi xây dựng hình ảnh con sông Đà thi vị thơ mộng trữ tình thì Nguyễn Tuân lại dịu dàng gọi đó là một cố nhân. Còn cái câu D mới là không phải. Câu D là tên một tập thơ của Tản Đà mà đưa vào đây để gài bẫy thôi. Vậy chúng ta chọn đó là câu D, nhớ chưa? Thế mình mục đích cô soạn câu này để mình nhớ có ba hình ảnh nhân hóa thuộc cho có ba hình ảnh này, để mai mốt á, người ta cho trúng cái đoạn sông Đà dữ dội á thì mình nhớ Nguyễn Tuân còn nhân hóa thành mụ phù thủy độc ác. Nguyễn Tuân còn gọi đó là kẻ thù số 1 của con người. À, nhớ chưa bạn Bảo Châu? Dạ rồi. Giờ Gia Tiên làm cho cô câu số mấy đây? Câu số 3. Dạ thưa cô, câu số 3 là câu A. Câu A. Câu A chắc không? Cháu Hàng là câu A đúng không? Dạ. Trả lời. Để làm nổi bật hình ảnh con sông Đà như một kẻ khôn ngoan xảo quyệt hung hãn, Nguyễn Tuân đã rất nhiều lần sử dụng biện pháp tu từ nào? Rất nhiều lần sử dụng biện pháp tu từ nào? Thưa cô là nhân hóa. Nhân hóa ở trên đây chỉ ra. Thôi được, nhân hóa cũng được. Đúng không? Nhân hóa những cái tảng đá, kẻ nó đứng, nó nằm, nó ngồi, cái mặt xanh lè, méo sạch vậy đó. Được, ha.
Thế ngoài nhân hóa chúng ta còn có thể lấy thêm biện pháp so sánh nha. Nhân hóa là đúng rồi đó. Ví dụ như cái giếng nước kêu ạc ạc như rót dầu sôi vào cũng là nhân hóa, rống lên đó thì cũng là nhân hóa. Rồi kết luận là cái đáp án A là đúng. Người tiếp theo, bạn Ân, làm cho cô. Câu dạ thưa cô, là câu 4 cô chọn cô D, cả A, B, C đều được. Đúng rồi. Vậy mình từ cái câu văn này nè, mình sẽ tải lên cái lời bình của mình ở đáp án A, B và C. Mình dùng 3 đáp án A, B, C để mình bình luận về cái câu văn này. Ví dụ như người ta cho cái khúc cuối của đoạn trích á, trong sách á, là mình sẽ lấy 3 cái ý này để mình bình luận cho cái câu văn đó. Ha. Rồi xong. Bạn Ân xong rồi tới bạn Công Minh. Dạ cô Nam, dạ để con đọc xíu nha cô. Dạ thưa cô, là hình ảnh sông Đà. Cảm hứng để viết tùy bút sông Đà được khơi gợi từ đâu? Dạ. Viết về sông Đà là viết về đối tượng nào? Dạ là thiên nhiên Tây Bắc. Và? Là người lao động luôn, dạ câu A. Ừ đúng rồi, chọn câu A. Câu B nó đậm màu sắc chính trị quá, câu C là còn thiếu, câu D thì cái bối cảnh kháng chiến là không có, chọn câu A. Đúng không? Vậy mình có thêm cái cách để mình diễn giải, để mình nhận xét cái cảm hứng này nè, nó được khơi gợi từ đâu? Từ cái vẻ đẹp của tổ quốc, của thiên nhiên Tây Bắc, vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng, từ cái phẩm chất tuyệt vời của người lao động Tây Bắc, lấy đáp án A ra để mình thể hiện. Tiếp tục, bạn Dự, câu 6. Câu sáu có một cái dẫn chứng mà mình biết thêm, nên biết thêm, nằm ngoài cái phần sách giáo khoa ha, mình nên biết thêm, đó là chạy thuyền trên khúc sông không có thác, nó dễ dại tai, dại chân và buồn ngủ. Câu nói em chọn đáp án gì? Em chọn đáp án về. Đáp án về chưa hay, đáp án nó dở chưa có hay. Đáp án nào mới hay? Con nghĩ là đáp án B thì cô. Đáp án B mới hay. Nó vừa thấy cho thấy cái phong cách viết của Nguyễn Tuân ha. Nó vừa thấy được cho thấy được cái vẻ đẹp của người lãnh đạo đầy bản lĩnh, thích đối mặt với thử thách. Đó. Cái kiểu nói và cái kiểu người làm cho Nguyễn Tuân rất là thích. Đáp án B là đáp án hay. Nói đưa ra cái ý A, C và D đó thì không sai. Nhưng để nói cho hay thì phải chọn B. Chúng ta có thể nói cả bốn ý này, nhưng chúng ta nhấn mạnh cái ý B. Thì cho thấy cái mẫu người mà Nguyễn Tuân rất say mê. Nguyễn Tuân là người suốt đời đi tìm cái gì bạn Dự? Cuộc hành trình của Nguyễn Tuân suốt cả cuộc đời. Đúng rồi. Và cái mẫu người như ông Lê Đò là mẫu người mà Nguyễn Tuân rất rất thích, rất mê say. Và cái câu nói đó nó phản ánh vẻ đẹp của con người lao động mà Nguyễn Tuân rất vốn dĩ rất mê say. Rồi ha, xong bằng Dự rồi, tới bằng Khánh Duyên. Câu 7. Câu 7. Cô B xài được thôi chứ chưa phải là chí lý. Chỉ thổi hồn không thôi, chưa toát lên được cái phong cách viết đặc sắc độc đáo của Nguyễn Tuân.
có sự liên tưởng rất là bất ngờ, lấy lửa để tả nước, lấy rừng để tả sông, sự liên tưởng rất bất ngờ. À, sự tương giao màu nhiệm của các lực lượng thiên nhiên, Nguyễn Tuân là phát hiện ra. Vậy là đáp án gì? Dạ, câu C. Câu C mới là hay. À, mấy cái kia xài tạm thôi, còn đáp án C mới là đáp án hay. Vậy nhớ đáp án C để mai mốt mình bình về cái câu văn đó ha. Hoặc là người ta hỏi về sông Đà, sông Đà rất là hung bạo qua cái tiếng rống của nó đó, thì mình thuộc câu này, mình bình luận ra cái sự độc đáo trong cái khả năng liên tưởng rất là bất ngờ, liên tưởng những cái thái cực đối lập nhau mà lại nó có sự đồng điệu tương giao với nhau, liên tưởng giữa cái cuồng phong của lửa với cái sự cuồng nộ của nước ha. Và Nguyễn Tuân đã có một cái câu văn có 102 để đời, lấy lửa để tả nước. Hôm hồi tối nay bóng đá đó, cái Tạ Biên Cương có cái lời bình luận ai cũng thú vị, các bạn có nhớ không? Tạ Biên Cương mình đã bình luận thế nào, cú ghi bóng đi vào có thể đưa vào sách giáo khoa được không, đúng không? Tối nay có, các bạn có xem đá bóng không? Vậy là trở lại là đáp án C ha. Em thích gọi ai bây giờ, không gọi trình tự nữa, em thích gọi ai? Dạ, Huy Thuận. Thuận lên tiếng làm cho cô câu 8. Dạ cô. Dạ cô là câu B. Câu B, ừ đúng rồi. Nếu mà chọn cái không phải thì chọn câu B, mấy cái kia đều đúng, đều được cả, đúng không? Dạ. Mấy cái kia đều là ý cụ thể của cái câu ở bên trên, câu hồi nãy, câu đã qua rồi á. Rồi xong, em đã chọn đúng. Em gọi ai? Dạ em gọi bạn anh Thùy. Anh Thùy trả lời câu 9. Thùy có mặt không? Dạ cô ơi, nay Thùy vắng đó cô. Rồi gọi người khác. Thuận. Dạ gọi bạn Thu Hồng. Thu Hồng. Thu Hồng. Dạ cô. Trong người lấy đồ xong rồi cũng không được thay tính. Dạ cô D. Cô D hả? Sông Đà tuôn dài như án tóc trữ tình. Vậy sao chọn câu D? Câu D là có, hôm nay cô hỏi là không. Sông Đà còn ví. À, câu C có chứ. Sông Đà được so sánh với khuôn mặt người đỏ đi vì rượu bữa. Có chứ. Đó là câu B. Câu B là hình ảnh nhân hóa. A, C và D là so sánh, còn câu B là hình ảnh nhân hóa. Ha. Thì qua đây cô, hồi nãy cô có ở cái câu trên đó, cô có hỏi về mụ gì ghẻ nhân hóa, mụ gì ghẻ nhân hóa thành cố nhân, nhân hóa thành gì nữa các em? Mụ gì ghẻ rồi cố nhân rồi gì nữa? Rồi người rồi một phù thủy độc ác, rồi kẻ thù số 1. Thì bây giờ cô hệ thống một chuỗi những cái hình ảnh so sánh đầy tính tạo hình ha, đầy tính tạo hình, đầy gợi cảm, có khi thì gợi ra hình ảnh sợi dây thừng ngoằn ngoèo khi ngồi trên tàu bay mình nhìn xuống, đúng không? Có khi thì quan sát cái sắc diện của con sông mùa xuân màu xanh ngọc bích, mùa thu đỏ đi như mặt người. À, đó rồi có lúc tác giả nhìn con sông Đà như án tóc trữ tình. Thế từ đó mình sẽ có thêm những cái hình ảnh để mình sử dụng trong quá trình
bình luận về phong cách viết của Nguyễn Tuân nha. Thế viết về Nguyễn Tuân là phải bình luận về phong cách viết. Và phong cách viết của Nguyễn Tuân là tài hoa, lựa chọn những cái hình ảnh rất là độc đáo, rất đặc sắc. Thì đây là những hình ảnh mà cô cung cấp cho nè. Nó có trong sách hết rồi. Nhưng bây giờ cô chỉ ra cho mình thấy một chùm hình ảnh nè. Nó có được từ cái sự liên tưởng rất là thú vị của Nguyễn Tuân. Nó có khả năng liên tưởng rất thú vị, tạo ra những hình ảnh rất độc đáo, làm nên ngòi bút viết rất tài hoa. Tài hoa là có khả năng phô diễn cái đẹp bằng ngôn từ. Hiểu chưa nào? Thì mình dùng những cái hình ảnh này để mình nhận xét về phong cách viết của Nguyễn Tuân khi người ta hỏi về, khi người ta yêu cầu mình cảm nhận về con sông Đà. Rồi chưa? Em gọi ai nữa nè? Dạ bạn Mai Hơn. Mai Hơn, điền vào chỗ trống cái phần còn thiếu. Dạ thưa cô, là con chọn cô Dê. Đúng rồi, cô Dê đúng. Nguyễn Tuân viết tuôn dài, tuôn dài thì sẽ tạo ra cái giọng văn như thế nào? Dạ, tạo ra cảm giác nó bồng bềnh, nó nhẹ nhàng, êm ả, phối thanh gì đó. Dạ, phối thanh, dạ thanh bằng. Đúng, mấy cái đáp án A, C với B toàn là thanh trắc. Nó đâu có nhẹ nhàng, bền bồng, êm ả đâu, đúng không? Vậy khi bình lời văn á, chúng ta nhớ bình về cái cách phối âm, phối thanh, cách chọn từ ngữ ha, để làm nên cái câu văn đầy chất thơ. Ở đây nó tạo nên cái giọng văn rất là êm ả, rất nhẹ nhàng đó. Rồi cái hình ảnh con sông Đà trở nên thật là gợi cảm qua mái tóc dài, giống như mái tóc của người thiếu nữ đó. Rồi nhớ bình về cái lời văn y như là bình thơ vậy các em. Khi mà các em viết văn á, các em hãy nghĩ cho cô là nó giống như bình về thơ lắm. Thơ thì mình bình về ngôn từ, hình ảnh, đúng không, giọng điệu. Thì khi đi vào lời văn chúng ta cũng bình y chang như là bình thơ vậy đó. Vậy mới có chuyện để mình viết chứ. Là anh gọi ai? Mấy hơn gọi ai? Dạ con gọi bạn Tuyết Nhi. Bạn Nhi, làm cho cô câu 11. Tìm ý không đúng khi nhận xét về phong cách Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8. À, xin lỗi, sau cách mạng tháng 8. Đó là đáp án gì? Nói nhỏ, nói to lên nè. Đúng rồi, đáp án A. Đáp án A là cái phong cách của Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8 nha. Phong cách ngông nghênh, đối lập với xã hội. Cái ý đó là không xài được. Còn ba ý kia B, C, D đều vận dụng được ha. Khi mà nói về cái cảm hứng của Nguyễn Tuân, vẫn là cuộc hành trình đi tìm kiếm cái đẹp. Nhưng mà cái đẹp giờ đây nó tồn tại giữa cuộc sống đời thường, ở những con người bình thường. Nếu mà viết về con người, còn nếu mà viết về thiên nhiên, thì Nguyễn Tuân yêu thích cái vẻ đẹp rất là hùng vĩ, rất tráng lệ của thiên nhiên. Nguyễn Tuân không thích vẻ đẹp bằng phẳng, nhợt nhạt, êm ả đời thường, mà thích cái gì đó đầy giông bão, đầy thác ghềnh, dữ dội. Đó thì cái thiên hướng của Nguyễn Tuân là chọn cái đẹp độc đáo của thiên nhiên để phản ánh, chứ không thích cái vẻ đẹp bằng phẳng, nhợt nhạt của thiên nhiên. Ví dụ như Huy Cận mà viết bài thơ Tràng Giang đó, đó vẻ đẹp của sự bằng phẳng, của sự nhợt nhạt á. Nguyễn Tuân thích gió bão, thích thác gần. Sau cách mạng tháng 8 thì Nguyễn Tuân đã chuyển hẳn vào thể loại tùy bút.
và làm cho cái thể văn này trở nên tỏa sáng. Còn trước cái mảng 8 thì Nguyễn Tuân chọn thể văn gì em? Bằng gì? Dạ, trước cách mạng tháng 8 thì Nguyễn Tuân đi sâu vào những cái con người. Không, mà... chọn thể văn, thể loại văn chương để viết là thể gì? Dạ. Thể gì? Em viết nữa cô. Thể truyện ngắn. Cái tác phẩm mà em đã học ở lớp 11 á là truyện ngắn đó. Dạ dạ. Đó là tiểu truyện gì đó? Dạ ơi. Chữ người tử tù. Đúng rồi. Thế mà khi mà nhận xét về phong cách Nguyễn Tuân á, tóm lại là các em sẽ nhớ cho cô, dùng cho cô ý B, ý C hoặc ý D. Nếu đề hỏi về thiên nhiên em sẽ dùng ý C, nếu đề hỏi về con người em sẽ dùng ý B ha. Rồi em sẽ bình luận về thể loại mà Nguyễn Tuân chọn nha. Và đáp án A là nó chỉ đúng với Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8 mà thôi. Mấy cái này cung cấp ý để mình nhận xét đánh giá về Nguyễn Tuân sau khi mình viết xong cái phần chính của bài văn. Nhận xét đánh giá đó, mình sẽ dùng những cái ý này để mình chốt lại ha. Rồi trả lời tiếp cho em chọn ai. Dạ cô, em gọi bạn Phương Thanh. Phương Thanh. Câu 12. Phương Thanh. Gọi người khác đi em. Dạ em gọi bạn Hồng Châu. Hồng Châu. Câu 12. Câu 12 dễ ở. Đúng rồi, cô Dê. Đó, bình luận về cái dẫn chứng đó thì ngoài cái tiết tấu nhịp điệu êm ả như hồi nãy bạn Mai Hân, đúng không Mai Hân? Nãy bạn Mai Hân có nhận xét á, cô bổ sung thêm á, thì chúng ta bình luận hình ảnh so sánh đặc sắc mỹ lệ ha. Cách lựa chọn ngôn từ, ví dụ như án tóc là cách lựa chọn ngôn từ sáng tạo ha. Thì vậy nói mái tóc, Nguyễn Tuân chọn án tóc. Đó, bình luận về cái đẹp trong lời văn. Cái câu này là phải thuộc nha, và bình luận phải nhiều nha, không có được hời hợt bỏ qua. Thuộc câu này, bình luận câu này để thấy được cái vẻ đẹp trong lời văn. Tiếp theo em chọn ai? Dạ bạn Giao Tiên. Giao Tiên. Dạ thưa cô, câu 13 là dạ thưa cô, là cô Dê. Là cô Dê. Cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Đúng rồi, cô Dê. Tác giả miêu tả sông Đà hùng vĩ bởi gì? Bởi đầu tiên là bởi những cái vách thành dựng đứng ha. Rồi sau đó là gì? Sau đó là những cái gờn thác kéo dài hàng cây số. Và cuối cùng là gì? Những cái hút nước ghê rợn. Đó thì cái câu văn mở đầu đó, tác giả đã cho biết hùng vĩ không phải chỉ bởi tháo đá, mà vách đá bờ sông còn dựng vách thành. Rồi, tiếp theo em gọi ai? Dạ con gọi Bảo Châu. Gọi người nào mà mình quên, nãy giờ mình chưa gọi á. Dạ Ngọc Linh. À, Ngọc Linh. Câu 14, Linh. Dạ. Nãy hình như có thoát ra hả Linh? Dạ đâu có mà cô. Nãy cô thấy Linh thoát ra. À, làm cho cô tiếp theo, cô tiếp theo. Dạ. À, con chọn câu A. Câu 14A hả? Dạ. Tầm 7. Học người lấy đò sông Đà xong cái chọn A thất vọng quá chừng. Vậy là chưa nắm tác phẩm nha. Đáp án gì mới đúng? Đáp án B. Không có nắm tác phẩm là đáng trách nha. Đáp án C.
chả thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến vừa qua. Có nhớ đoạn đó không? Vì sao họ không bàn? Vì nó không có gì là hồi hộp đáng nhớ. Họ nghĩ vậy lúc ngừng chèo. Hiện giờ cô không có cuốn sách trong mặt ở trên trước mặt cô mà cô vẫn nhớ. Các bạn khi mà ôn tập á, các bạn có quyền dở sách ra. Có quyền dở sách ra. Ta đoán ở khúc đó ta lật để xác nhận lại. Vừa có cơ hội để dòm vô trong sách. Ha, đáp án gì đúng? Lên. Dạ, đáp án sơ. Ừ, còn mấy cái kia là mấy cái gà bẫy tàu lao. Câu số 15 em gọi ai? Dạ, câu số 15 gọi Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa. Dạ cô. Trả lời câu 15. Câu 15. Dạ thưa cô, là con chọn câu A. Đương nhiên là câu A. À, một người lao động nhưng đồng thời là một nghề nghệ sĩ. Là một nghệ sĩ. Đó. Đương nhiên là câu A. Câu 16 rồi à. À thôi thôi, dạ. thôi. Câu 16 là đi lạc qua tác phẩm khác rồi. Rồi thôi. À, chúng ta nghỉ giải lao. Các bạn có cần cái cô gửi cái đề này lại không? Dạ cần. Trong lớp mình dạ, có luôn ha, cô gửi cái đề để chủ yếu là để trắc nghiệm á, để mình có thêm ý mình diễn đạt, đúng không? Chứ còn ABC gì thì điều đó nó không quan trọng bằng mình có thêm nhiều cái ý để mình diễn đạt. Rồi, cô sẽ gửi qua Zalo ha. Bây giờ giải lao, thời gian giải lao là 20 phút. Coi như làm tròn là 2 giờ 50 đi. Rồi, tới 3 giờ 10 là bắt đầu nha. Ba giờ mười chúng ta sẽ bắt đầu rồi, nghỉ giải lao ha. Đồng ý không? Dạ cô. Dạ. Dạ. Rồi.
năng và lấy đời thân vậy. Em từ xa mới tới hai tiệc ký mà mới ra tới văn học sau 75 tiết thì người xa hơn thân bay nha. Mới ôm kiểm tra cuối kỳ giảng đường trạng. Những cái lớp chủ nhiệm cho em đó, thì xã hội nó còn nhớ nhớ nha. Cái lớp A2 à. Không biết cái gì hỏi tới đâu rồi quên tới đó hỏi tới đâu rồi quên tới đó như là mới tâm. Lớp này thi văn thì nó phải A mấy á cô? A4. À đúng rồi. A4 là lớp khối D. Thành phố mình chắc khoảng quá. Khoảng lại D quá. Khoảng lại mình lại đi lớp chứ. Thank you.
Cô ấy nó nhỏ quá, anh nó lớn 2.8. Rồi cô xe lại nha, tại em đang stop xe. Dạ, dạ, dạ. Alo, mọi người có mặt chưa? Nhật Quyên có mặt chưa? Alo, Trúc có mặt chưa? Bình có mặt chưa? Dạ rồi cô. Rồi bắt đầu nha. Lây hoay cô thoát hồi nào cô không biết. Bây giờ lố 4 phút rồi ha. Bây giờ đi vào rồi. Đi vào cái một cái phần mình phải chuẩn bị, đó chính là dẫn chứng. Thì trước đây cô hay khảo dẫn chứng lắm, nhưng mà mấy năm gần đây cái khảo hoài mấy bạn không có đầu tư, không có thuộc, cái cô nản quá cô không có khảo nữa. Cô chiếu dẫn chứng các bạn thấy chưa? Bình thấy chưa? Rồi thấy hết rồi, to rõ rồi. Bây giờ các em có thể mở sách ra, cái nào quên thì nghĩa vô sách, mà hãy còn trong đầu thì nói ngay, quên thì nghĩa trong sách để điền vào chỗ trống cho con. Câu số 1 nè, bạn Bình trả lời luôn. Trên sông bỗng có những cái hút nước giống gì? Giống gì? Ai nhớ? Ai nhớ? Giống như mở sách ra, lật thôi, học văn xuôi phải thuộc dẫn chứng. Ai nhớ đọc tranh thủ thời gian để đỡ mất thời gian xem. Dạ thưa cô, là trên sông bỗng có những cái hút nước giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm Máng cầu. Móng cầu. Mình có thể nhớ ý cũng được ha. Mình thuộc nguyên văn thì tuyệt vời, mà đẳng cấp các em là phải thuộc nguyên văn.
nó giống như những cái giếng bê tông mà người ta thả xuống lòng sông để làm móng cầu. Đầu tiên là cho phép mình sai một vài từ, rồi sau đó mình sẽ nghía vô trong sách, liếc vô trong sách từ nào sai mình chỉnh lại cho đúng. Rồi tiên gọi ai? Dạ con gọi Bảo Châu. Bảo Châu làm điền tiếp câu 2. Dạ hư cô là vua như tròn tan sau kỳ mưa dặm, vui như nói lại chim bao đứt quãng. Nói lại niềm chim bao đứt quãng. Vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm. Vui như nói lại niềm chim bao đứt quãng. Dạ. Rồi xong gọi ai? Dạ con gọi bạn Lan Anh. Lan Anh. Câu số 3. Lan Anh có mặt chưa? Rồi, câu 3. Nếu cô là cầu một trường vây thứ ba nữa, ít chữ hơn, bên phải bên trái đều là liền chết cả. Cái liền sống ở chặng 3 này là ở ngay giữa bọn đá, cộng về chữ con khác. Đúng rồi, gọi ai? Dạ, gọi bạn Hồng Châu. Hồng Châu, câu 4. Kể ra cái này không cần phải thuộc theo trình tự mà nhớ cho cô những cái ngón đòn, 5 ngón đòn. Sau này dùng để tấn công người lấy đòn. Dạ, cô cái gì mà đá là bộ rồi xong đánh cả ngón đòn hiểm độc nhất ha, tấn công vào hạ bộ người lấy đòn. Rồi một ngón. Một miếng đòn, miếng thứ hai. Dạ thúc gối. Đúng rồi, thúc gối đá trái. Ngón miếng thứ ba. Trời, học phải nhớ để làm vốn nha. Miếng thứ ba. Dạ, túm lấy thắt lưng bật gỗ mình ra. Ừ, túm lấy thắt lưng ông đà. Rồi có khi nó thúc gối, có khi đá trái vào bụng và hông thuyền. Đánh hồi lùng, đánh đòn tỉa, đánh đòn âm. Nãy bạn kể là đánh vào chỗ hiểm á, đúng không? Nhớ thuộc vài miếng đòn. Con sông Đài đã dùng để tấn công, Nguyễn Tuân đã dùng cái kiến thức thuộc lĩnh vực gì để nói về sự hung hãn của nó, lĩnh vực gì em? Đúng rồi, gọi ai? Dạ con gọi bạn Hữu Dự. Dự. Câu xa, câu 5. Dự cô là có chỗ vách đá thành kiệt lòng sông như một cái ít hầu. Ít hầu là cái gì? Hầu là ngay ở cái cổ. Cái cổ có gì? Có cái nhô nhô ra. Cái đó nó gọi người tức là người ta gọi đó là cái cục gì á? Cục cổ. Hỏi ba mẹ coi cái cục đó gọi là cục gì? Cái trái cổ thôi cô. Ừ, trái cổ. Đó. Tạo cảm giác gì? Cảm giác chật chội, ngột ngạt đúng không? Gọi ai? Dạ con gọi bạn Trung Hiếu. Trung Hiếu. Hiếu đâu? Dạ cô. Đố Hiếu đây là vòng mấy nè? Vòng 1, vòng 2 hay vòng 3? Dạ vòng 2. Vòng này vòng 1 à, vòng vòng đầu vừa rồi nó mở ra, này là đang nói về vòng đầu chứ sao vòng 2. Còn cái câu số 3 đó là vòng 3 ha, trùng vây thứ 3 ha, còn này là trùng vây thứ nhất nè, nó mở ra mấy cửa? Dạ trùng vây thứ nhất mở ra hai cửa, một cửa sinh và một cửa tử. Tầm 7. Lộn lộn nhớ lộn cơ. Cái này mà nhớ không xong là đánh đòn. Mở ra mở 5 cửa, một cửa sinh, 4 cửa tử. Ừ, 4 cửa tử, một cửa sinh. Cửa sinh nằm ở đâu? Nằm ở lập lờ phía tả ngạn xong. Đúng rồi. Các bạn có thể thuộc nguyên văn thì sức chinh phục sẽ tuyệt vời. Còn nếu không, các bạn nhớ ý, mở ra 5 cửa, 4 cửa tử, một cửa sinh. Rồi có nghĩa sách không mà nhớ chữ lập lờ?
Dạ con nhớ sơ, hồi đó viết trang nhớ sơ. Ừ nhớ vậy là được rồi, ai nào? Dạ mời bạn Minh Bảo. Minh Bảo câu 7. Bảo ơi, Bảo có đây không? Rồi Bảo trốn học rồi. Bảo có mặt chưa? Thôi gọi người khác đi. Cô Hằng ơi, Bảo không có mặt, cô Hằng ơi. Rồi gọi người khác. Dạ mời bạn Thu Hồng. Thu Hồng. Thu Hồng. Rồi câu 7. Dạ con sông Đà tuôn dài như án tóc chữ tình. Đầu tóc vẫn hiện trong mây trời. Đầu tóc chân tóc. Đầu tóc chân tóc. Bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 cuồn cuộn khói mù khói muối mèo đốt. Nương xuân. Nhớ hay là nhìn sách? Nhìn sách đơn giản quá, ráng nhớ nha. Ráng nhớ nha. Sao là tuôn dài như án tóc trữ tình. Đọc tiếp coi. Dạ như án tóc trữ tình, đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc. Bung nở hoa ban, hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mùa khói núi mè đốt hương. Rồi nguyên tác phẩm có cái chỗ câu văn mức rượt và không thuộc ổn lắm ha. Ráng thuộc câu này phải bình thật là kỹ về cái lời văn nha. Rồi ai? Dạ Bảo Khuyên. Bảo Khuyên câu 8. Khuyên. Dạ cô. Câu 8. Dạ một bàn đen cuối đầu. Cuối trang 191. Dạ. Cuối đầu. Dạ một bàn cuối đầu ngốn đúc. Có danh giống đẫm sương đêm cô. Đúng rồi. Cái cảnh vật đầy sức sống, những cái cỏ xanh mà tác giả gọi là búp cỏ, tạo cảm giác rất là non tơ, mềm mại, ngọt ngào, hấp dẫn ha. Từ ngốn thể hiện được cái sự ham muốn được tận hưởng cái sức sống non tơ của những búp cỏ xanh ha. Rồi đọc tiếp, gọi tiếp người khác. Dạ con gọi bạn Công Minh. Công Minh. Công Minh. Dạ. Dạ thưa cô. Chúng tôi trôi trên dải sông Đà. Đứng tìm nha cô. Thuyền tôi trôi trên dải sông Đà, bọt nước lên bên. Dạ thưa cô là trên dải sông Đà bọt nước lên bên, bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình. Trang mấy? Một người. Trang mấy? Dạ, trang 192. Ừ, đó. Nói tới đâu mình mường tượng ra, mình đoán cái vị trí của nó, định vị vị trí của nó, cái mình lưu ý dẫn chứng mình thuộc ha. Thì ta trôi trên dải sông Đà bọt nước lên bên, bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình. Thơ của ai? Thơ của Tản Đà. Cho thấy sông Đà đậm chất thơ, đúng không? Sông Đà đầy chất thơ, gợi cảm hứng cho thơ. Đó, rồi gọi ai nữa? Con gọi bạn Giáng Khanh. Giáng Khanh. Dạ cô. Câu 10. Khỏi dạ, khỏi thươi hết, đọc luôn. Câu 10. Dạ để con tìm nha cô. Đợi mấy bạn tìm cái chậm ơi là chậm luôn á. Mấy thế hệ trước là hỏi tới đâu trả lời vanh vách tới đó luôn á.
nó rống lên như tiếng của. Vậy là thế rồi, nó rống lên như tiếng của một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng, vào rừng che nước, nổ lửa đang phá tuôn rừng lửa, rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu. Cháy bùng bùng, cháy bùng bùng mới xong, ngắt cái đó để dành hả? Dạ. Gọi ai? Dạ. Con gọi bạn Thành Ân cô. Ân, con 11. Dạ, con đang tìm. Ở giữa trang 190. Dạ cô, tôi là cho bay là trên khác, mà dí máy xuống mà lượng tống máy ra những luồng chân của khác. Trên khác khi nghe một người lái đỏ xong đà có tự do, vì người lái đỏ ấy đã nắm được cái quy luật bất yếu của dòng nước xong đà. À, khi nói về người lái đò đầy hiểu biết, đầy kinh nghiệm, làm chủ thiên nhiên thì mình trích ra câu này: hiên ngang người lấy đò sông Đà có tự do ha, vì người lấy đò đã nắm được quy luật tất yếu của dòng nước sông Đà. Lỡ mà không thuộc hết được nguyên câu, thuộc cụm từ cho con, mình đặt cái cụm từ hiên ngang người lấy đò sông Đà có tự do vô ngoặc kép, không cần thuộc dài, thuộc cụm từ, tại vì cái khả năng nhớ của mình nó không có tuyệt vời, đúng không? Thì mình thuộc cụm từ phải vô ngoặc kép. Vì sao? Thì mình nhớ cái cụm từ nắm được quy luật tất yếu của dòng nước sông Đà. Đó, đặt trong ngoặc kép. Lỡ không thuộc nổi một cụm từ, thuộc một vài từ thôi, cái đó cũng gọi là dẫn chứng trực tiếp. Mà nếu mà mình không thuộc là mình nói ý không thôi, là không có khả năng chinh phục người chấm ha. Rồi, gọi ai? Dạ, con gọi bạn Phương Uyên. Uyên. Dạ thưa cô, là 12. Ông lò cố nén vết thương, hai chân vẫn kẹp chặt lấy cuốn lái, mặt méo bệt đi như cái bùa, cái luồng sóng đánh hồi lùng, đánh hồi lùng, đánh đòn âm vào chỗ hiểm. Đúng rồi, mình nhớ hình ảnh ông lái đò rất là dũng cảm, rất là bình tĩnh, đầy sức chịu đựng, thì phải đưa ra dẫn chứng này ha. Cố nén vết thương, mặt thì méo bệt đi, hai chân vẫn kẹp chặt lấy cuốn lái, ông đò cố nén vết thương. Đó, gọi ai? Dạ, bạn Ngọc Huyền. Câu số 13. Thưa cô, ông lái đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá, ông đã thuộc quy luật phục kích của lũ đá nơi ải nước hiểm trở này. Đúng rồi. Đó, ông lái đò đầy kinh nghiệm ha, đầy hiểu biết, thuộc cái quy luật phục kích của lũ đá, nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá. Lỡ không thuộc cả câu thì thuộc cụm từ. Rồi, câu số 14 gọi ai? Bạn Trúc. Bạn Trúc. Dạ cô, nắm chặt lấy được, nắm chặt lấy được cái bờm sóng đúng luồng rồi. Ông là gì cái lái, bám chặt lấy luồng nước đúng mà bám nhanh vào cửa sinh, mà lái viết một đường chéo về phía đá ấy. Đúng rồi, này phô diễn cái tài năng gì của ông lấy đò, vẻ đẹp gì của ông lấy đò? Sự chuyên gì ta, linh hoạt. Ừ đúng rồi, gì nữa? Và chuyên nghiệp, có hiểu biết. Rồi còn gì nữa không? Làm chủ thế trận, làm chủ thế trận, dũng cảm là ở trùng vây thứ nhất. Đây là trùng vây thứ mấy đây? Đây là thứ hai hay thứ ba? Thứ hai. Đúng rồi, còn thứ ba là làm rõ vẻ đẹp gì? Vẻ đẹp tài hoa điêu luyện. Ở trùng vây thứ ba tác giả có miêu tả trực tiếp ông đò không? Có không? Dạ không. Không, miêu tả hình ảnh con thuyền bay, đúng không? Thuyền bay nhẹ, đó dẫn chứng số 15 đó, gọi ai?
Dạ gọi bạn Giáng Khanh. Rồi Giáng Khanh câu 15. Dạ thưa cô là thuyền chứ cô gõ lộn là thành thuyến thuyền. Trời ơi ngay sát dẫn dạ, chứng mà là thuyền vút qua cổng đã cánh mở cổng đá khép. Cổng đá cổng, cổng đá cánh mở cánh khép vút vút cửa ngoài cửa trong lại cửa trong cùng thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước vừa xuyên vừa tự động lái lượn được lái được lượn được rồi. Cái đó là miêu tả về cái sự tài hoa điêu luyện của người lái đò. Nghe tại chỗ này nè, dừng lại để bình luận thật là sâu. Bình luận về cái gì? Về cái vẻ đẹp nghệ sĩ, cái chất nghệ sĩ ở người chèo đò ha. Một người nghệ sĩ vượt thác phô diễn cái khả năng điều khiển con đò rất là nhẹ nhàng, bay bổng. Nguyễn Tuân đã mượn bóng để tả hình, mượn con thuyền để nói về sự điêu luyện của người chèo đò. Và ở đây mình thấy được cái chất nghệ sĩ trong họ ha. Đó là một tay lái ra hoa, một thứ vàng mười trên Tây Bắc. Cái chỗ này phải dừng lại và liên hệ với một Nguyễn Tuân trước đây nha. Nguyễn Tuân bây giờ đã nhìn thấy vẻ đẹp ở ngay giữa những con người bình thường với công việc rất đời thường. Chứ còn trước đây, tức là trước cái mạng tháng 8 á, thì cái mẫu người mà Nguyễn Tuân chọn để viết là mẫu người đặc tuyển. Cô đã giải thích đặc tuyển là gì? Bạn Khanh, cô giải thích đặc tuyển là gì? Tôi mất rồi ta. Dạ cô, con là cô. Ừ, trả lời đi. Trước cách mạng tháng 8, nhân vật xuất hiện trên trang viết của Nguyễn Tuân không phải là những người bình thường, mà là những mẫu người đặc tuyển. Cô đã từng giải thích đặc tuyển là gì? Dạ là đặc tuyển là những cái người mà tài hoa thuộc người thời trước còn sót lại cô. Ừ, những người đặc biệt được tuyển chọn. Đặc tuyển là vậy đó, đặc là đặc biệt, tuyển là tuyển chọn ha. À, những cái bậc nhà nho trí thức đã lỡ thời, họ sinh ra không phải thời. Đó là mẫu người mà Nguyễn Tuân đã chọn để viết trong tập truyện có tên là gì? Tập truyện có tên là gì Khanh? Dạ là tập truyện đó có tên là dạ cô, để con nhớ lại nha cô. Dạ là truyện, tập truyện có tên là Vang Bóng Một Thời. Ừ đúng rồi, trong đó có ông Huấn Cao đúng không? Có tài gì đó, tài viết chữ rất là đẹp. Rồi nha, cái dẫn chứng này mình thuộc để mình đi vào bình sâu và mình mở ý ra để nói về phong cách của Nguyễn Tuân trước đây ha. Bạn Khanh gọi tiếp. Dạ con gọi bạn Phương Uyên cô. Phương Uyên cô 16. Dạ thưa cô là đêm ấy nhà đò đốt lửa trong hang đá, nướng ống cơm lam và toàn bàn tán về cá anh vũ, cá dầm xanh, về những cái hầm cá hay cá mùa khô nổ những tiếng to như mìn bọc phá. Đúng rồi. Thôi không thuộc dài, thuộc dài không nổi đâu, thuộc tới đó đủ rồi ha. Thấy cái đời sống của người chèo đò đó rất là phong phú, tâm hồn rất là phong phú đúng không ha. Họ hướng về những cái sự thú vị của cuộc đời để họ tận hưởng, chứ họ đâu phải chỉ là những người biết chèo đò thôi đâu. Gọi tiếp người số 17. Dạ bạn Bảo Khuyên. Bảo Khuyên làm cho cô công 17. Bảo Khuyên. Dạ con nghe cô tại nãy cái màn hình con nó tắt đi một xíu. Ừ. Dạ cũng chả nghe. À cái đoạn này cuối. Dạ là dạ con hát được.
Trang số dạ cũng dạ thấy ai bàn thêm một lời nào. Cuộc chiến thắng vừa qua nơi cửa ải nước đủ tư dữ quân tợn vừa rồi. Về cuộc chiến vừa qua nơi cửa ải nước đủ tướng giữ quân tợn, chả thấy bằng thêm lời nào về cuộc chiến vừa qua nơi cửa ải nước đủ tướng giữ quân tợn vừa rồi ha. Thế cái dẫn chứng số 17 để nói về phẩm chất gì của người chào đò? Dạ là khiêm tốn, sự bình dị ha, không phô trương, rất bình dị, rất khiêm tốn. Rồi câu số 18 phải ăn. Dạ, dạ. Bạn Thu Hồng. Thu Hồng bỏ châu trốn rồi hả? Con nè cô. Sao thoát rồi? Thu Hồng trả lời câu 18. Dạ. Em nè em. Dạ cô. Dạ cuộc sống của họ là ngày nào cũng chiến đấu với sông đại dữ dội, ngày nào cũng giành lấy cái sống từ tay những cái khác, nên nó cũng không có gì là hồi hộp đáng nhớ. Ừ. Thế lúc ngừng chuyện, giành lấy cái sống từ tay những cái khác nên không có gì là hồi hộp đáng nhớ. Rồi câu tiếp theo, câu 19 gọi ai? Câu 19 gọi ai? À, dạ Ngọc Linh. Ngọc Linh. Wow, Linh. Dạ. Rồi câu 19. Này trong cái đề trắc nghiệm có đó. Đề trắc nghiệm hồi nãy cô có tổng hợp á. À xin lỗi, trắc nghiệm không có. Trắc nghiệm nói về sông Đà, mùi gì ghẻ, rồi sợi dây thừng ngoằn ngoèo, rồi cố nhân, còn người lấy đầu thì được Nguyễn Tuân gọi là cái gì? Như một lão tướng. Như một lão tướng hả? Xài tạm thôi. Giống như không có khanh, không có chanh mà lấy khế làm chua thôi. Chứ Nguyễn Tuân tôn vinh, đã từng tôn vinh người lấy đò như là cái gì? Một tay lái ra hoa. Rồi gì nữa? Một thứ vàng mười trên Tây Bắc. Cái này là kiến thức ngoài văn bản nha. Một tay lái ra hoa. Có nghe cô giảng cô nói không? Có. Một thứ vàng mười trên Tây Bắc đã tôn vinh hết lời cái phẩm chất của người lao động Tây Bắc và ngưỡng mộ hết lòng cái sự tài hoa điêu luyện của họ. Một tay lái ra hoa, nhớ nha, phân tích người lãnh đạo thì phải dùng cái mỹ từ này để đánh giá nha, đánh giá về nhân vật. Nguyễn Tuân gọi sông Đà hung hãn là gì? Nãy có trong cái đề trắc nghiệm có. Gọi ai? Người cuối dạ, cùng Duyên. Duyên. Sao là hung hãn đã được Nguyễn Tuân gọi là những gì? Dạ, dạ Nguyễn Tuân gọi sông Đà hung hãn là chậm thế. Trong đề trắc nghiệm nãy có là thứ kẻ thù số 1. Đúng rồi, kẻ thù số 1 của con người. Còn nữa? À còn mũ, mũ, mũ phù thủy. Cái gì tầm bậy. Ui ui, mũ phù thủy hả? Đó em gọi á. Ghẻ. Ừ, mũ gì ghẻ độc ác. Còn nữa, còn nữa là cố nhân. Ừ, à không phải, không có. Sông Đà hung hãn cơ mà. Vậy nhớ hai cái đủ rồi. Vậy thì đây là những nguyên vật liệu để mình thiết kế thành một cái bài văn mà nếu như người ta không in ngữ liệu ra mình hạnh trốn rồi phải không? Những dẫn chứng này
được xem như những nguyên vật liệu mình mua về để mình chuẩn bị xây nhà, đúng không? Là những cái dữ liệu để mình dựa vào đó mình thiết kế một cái bài văn nào đó, mà giả sử cái người cha đề người ta không in văn bản ra. Vậy thì ở có 4 truyện thôi, mỗi truyện ráng đầu tư cho cô, ráng thuộc dẫn chứng cho cô. Mỗi truyện đều phải đưa ra dẫn chứng thì mình sẽ phối hợp. Cái nào lỡ không thuộc về lời, nhớ ý, nhưng mà ý thì không đặt trong ngoặc kép nha. Cái nào mà mình thuộc lời, mình kiêu hãnh đặt trong ngoặc kép cho cô, để cho người ta biết là tôi có xài dẫn chứng nè, tôi không có đoán mò, tôi không có viết vớ vẩn. Cả lớp nhớ không? Phải chuẩn bị dẫn chứng. Lỡ người ta không in ngữ liệu, người ta không có cho mình phân tích đoạn trích, mà người ta yêu cầu mình phân tích một cái nhân vật hay là một cái hình tượng nghệ thuật nào đó, không có in ngữ liệu ra. Tại vì cái hình tượng này nó xuyên suốt cái đoạn trích tác phẩm luôn, sao in hết tác phẩm được, đúng không? Đó, thì mình phải chuẩn bị. Đó, nếu mà mình cứ cậy ỷ lại người ta in ngữ liệu, mà nếu như đề không in, bó tay, bó tay chấm cơm, không bó tay, bó chiếu chấm cơm luôn. Rồi, có 4 truyện thôi, vợ nhặt, à xin lỗi, cô nói thiếu 6 rồi, 6 tác phẩm văn xuôi. Người lấy là sông Đà nè, thôi mình dẹp sông Hương qua bên đây, người lấy là sông Đà nè, rồi gì nữa. Rồi, vợ chồng A Phủ nè, vợ nhặt nè, chiếc thuyền ngoài xa nè, rừng xà nu nè, với lại Hồn Trương Ba Giang Thịt, 6 tác phẩm văn xuôi. 6 tác phẩm, trong đó có 1 kịch, 5 tác phẩm văn xuôi. Ráng nhẩm nhớ cái dẫn chứng để phòng thân. Phòng thân lỡ khi người ta không có in ngữ liệu ra, mình có dẫn chứng để mình xử lý. Còn in ra sướng quá, đúng không? Bây giờ cô sẽ đi vào cái phần nội dung ha. Cái phần nội dung thì đây là kiến thức nè. Phân tích hình tượng ông lấy đò nè. Đề không in ngữ liệu mà yêu cầu mình phân tích thì mình sẽ nói những gì? Cô chiếu ra các bạn thấy hết rồi gì? Ở trong sách đó không có nói về ngoại hình, nhưng mà cái ngoại hình do mình siêng năng, mình tham khảo, mình biết được, thì mình cũng nên giới thiệu cho mọi người biết về cái ngoại hình rất là thú vị của những người chào đò. Nó in đậm dấu ấn của nghề nghiệp. Cái này là do mình tham khảo, mình có kiến thức ngoài văn bản ở trong sách giáo khoa, đúng không? Mình có quyền phô diễn cái hiểu biết của mình về ngoại hình. Thế còn về phẩm chất á, thì cái ý B nè là nó vẫn còn thiếu một ý nữa, đó là ông lấy đò đầy hiểu biết về sông nước. Cái hiểu biết đó mình có thể lấy dẫn chứng ở cái chỗ mà ông lấy đò hiên ngang ở trên thác. Tôi cũng thấy hiên ngang một người chèo đò vì đã nắm vững cái quy luật của dòng nước sông Đà đó. Hiên ngang một người lấy đò sông Đà có tự do, và người lấy đò đó đã nắm được cái quy luật tất yếu của dòng nước sông Đà. Đó thì cái chỗ này chèn vô là ý mới nha. Ý B, đầy kinh nghiệm hiểu biết nè. Phải thuộc từng cái cách mà con sông Đà bố trí luồng sinh luồng tử đó, đưa ra dẫn chứng về những luồng sinh luồng tử ở ba trùng vây ha. Đó là phẩm chất thứ hai. Đó là cái đặc điểm thứ hai. Đặc điểm thứ ba là tài trí dũng cảm. Mình sẽ phân tích trùng vây thứ mấy các bạn? Trùng vây thứ nhất, ông lấy đò tài trí dũng cảm. Rồi, trùng vây thứ hai. Trùng vây thứ nhất là dũng cảm, trùng vây thứ hai là con người của sự tài trí ha, của trí tuệ, của sự hiểu biết, làm chủ thiên nhiên. Đó, đã có cách ứng phó rất là linh hoạt. Rồi, cuối cùng ở trùng vây thứ ba, chúng ta làm rõ cái phẩm chất tài hoa nghệ sĩ của người chèo đò. Và cuối cùng nha, cuối cùng đó là gì? Đó là tâm hồn bình dị, khiêm tốn,
ha. Hồi nãy cô có minh họa bằng dưỡng chứng á, tâm hồn bình dị, khiêm tốn. Đó, cái này là trong tập đã học hết rồi. Cho nên là coi lại vở để nắm lại kiến thức nha. Mở lại kiến thức, nó nằm ở trong vở hết. Rồi sau đó thì phân tích xong hết những cái đặc điểm này rồi, đừng có vội ngạo nghễ mà khép lại bài làm, mà phải nói về nghệ thuật. Làm bài mà không nói gì về nghệ thuật bị mất điểm tiếc lắm luôn. Mình đang bàn về tác phẩm văn học mà, thì phải nhớ nói về nghệ thuật. Nghệ thuật miêu tả ông Lai Đà là ở đây nè, là ba ý này nè. Rồi ha, thì cái này trong vở cô có dạy hết rồi. Và nếu như mà các em không nắm được những ý chính này để triển khai thì quá dở luôn. Rồi giờ nếu mà nói về con sông Đà, để cô tìm coi đâu là sông Đà. Đây, ông lấy đò rồi. Sông Đà thì mình sẽ phân tích hai vẻ đẹp ha. Chờ cô chút xíu mở ra sông Đà. Có nghe cô Dung dạ nói chuyện với lớp cô Dung không? Rồi, ở trong đây không có sông Đà. Ở trong đây không thấy người lấy đò sông Đà. Đây sông Đà. Đây là sông Đà. Hình tượng sông Đà thì có hai vẻ đẹp đối lập nhau. Sông Đà hùng vĩ, hung bạo, và sông Đà trữ tình, thơ mộng. Thì cái hùng vĩ thể hiện ở ngoài địa hình, nó lộ ra trong cái địa ở trên cái địa hình rất là độc đáo đúng không? Thành vách dựng đứng rồi hút nước ghê rợn, rồi thác đá gồ ghề, rồi tiếng nước sông Đà. Sông Đà hung bạo thể hiện ở cái tâm tính của nó ha, tâm tính của nó, ở cái cách mà nó mai phục, ở cái thế mà nó tấn công đó, ở cái ý này, nó mai phục như thế nào, nó phối hợp với nhau ra sao, và nó tấn công người chèo đò ra sao. Rồi vẻ đẹp tương phản cơ với cái ý trên là sông Đà trữ tình thơ mộng, thì mình sẽ cũng giống như cái công thức vừa rồi, mình phân tích từ cái địa hình đi đến cái chất thơ của nó, cái sự gợi cảm nên thơ. Đó, có hình dáng nè, có mắt nè, có màu sắc nè, có bờ bãi sông Đà rất là hoang sơ tĩnh lặng và đầy sức sống. Không biết các bạn có cần cô gửi cái này qua không? Có cần cô gửi cho cái bài này không? Đó, thì khi nói về sông Đà, chúng ta nhớ hai vẻ đẹp tương phản nha. Sông Đà hùng vĩ dữ dội ở ngoại hình, ở tâm tính. Rồi sông Đà thơ mộng, trữ tình, cũng ở địa hình bên ngoài, cũng ở cái sự gợi cảm bên trong của nó. Đó, rồi nghệ thuật nha. Nghệ thuật xây dựng hình tượng con sông Đà. Đó, thì đây là những cái mà liên quan tới nghệ thuật. Đó thì có thể trong vở mình ghi, nhưng mà mình không ghi được nhiều. Mình có thể tham khảo để mình nắm chắc hơn. Đó, cái nền kiến thức thì vẫn đã học rồi, không có gì mới hết ha. Đó thì giả sử như cái dạng đề mà em hãy cảm nhận về vẻ đẹp của con sông Đà, thì mình phải nói hai vẻ đẹp luôn. Còn nếu như cái tình huống như thế này, cái tình huống mà người ta in ra một cái đoạn nào đó về con sông Đà. Cái này có trong sách của thầy nào quen lắm, có biết không? Các bạn có biết không? Có đọc chưa? Sách của thầy nào? Thầy nào mà cô có giới thiệu rồi đó?
Hệ Lê Thạch Thi không? Đúng rồi. Thì cái kiểu đài này hổm rài cô bắt gặp nhiều lắm nè. Người ta in ra hai phân khúc. Một phân khúc ở chỗ này, ở vị trí này, và một phân khúc ở vị trí khác. Người ta yêu cầu mình đi vào cảm nhận hai phân khúc đó. Vậy mình sẽ thiết kế cái phần thân bài như thế nào? Mở bài là giới thiệu về một đoạn hay hai đoạn cả lớp. Cứ trao đổi thoải mái với cô đi. Không cần đợi. À, đúng rồi. Đề cho hai đoạn thì mở bài phải mở bài về cả hai đoạn nhé. Còn mở bài một đoạn người ta trừ ráng chịu á. Rồi mình sẽ thiết kế phần thân bài như thế nào? Mình sẽ đi vào phân khúc thứ nhất để thấy cái vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp gì? Vẻ đẹp của sự hùng vĩ, đúng không? Rồi mình làm rõ vẻ đẹp hùng vĩ qua cái thành vách sông Đà dựng đứng và hẹp. Đặc điểm của thành vách này là có hai đặc điểm, đúng không? Dựng đứng và hẹp. Như vậy thì ở đoạn 1 đó là vẻ đẹp hùng vĩ, và chúng ta tách ra thành hai ý lớn. Thành vách sông Đà A là dựng đứng và B là hẹp. À, hẹp thì mình tìm dẫn chứng vách đá chẹt lòng sông như cái ví hầu ha. Hẹp thì tìm dẫn chứng đến bên này, nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia, hoặc là có quãng ở này con hổ có lần nhảy từ bên này qua bên kia. Còn dựng đứng là ở chỗ nào? Ở chỗ ngóng vọng lên khung cửa sổ trên tầng thứ mấy nào đó vừa tắt phục đèn điện ha. Ha. Hoặc là đúng ngọ mới thấy mặt trời. Không biết trong đoạn này có đúng ngọ cái, có cái dẫn chứng đúng ngọ không? Có luôn. Ở trên nè, đúng ngọ mới thấy mặt trời nè. Hẹp đó, đúng không? Dựng đứng đó. Đó thì ở đoạn 1 mình sẽ làm rõ về cái sự hùng vĩ qua cái cảnh thành vách sông Đà. Nó đã khiến cho sông Đà trở nên đầy trắc trở ha, đối với con người, đầy thử thách đối với con người. Đó, rồi sau khi phân tích về cái nói về ý không, mình phải đi vào câu văn nha, nhận diện ra phép tu từ ở trong từng câu văn để bình luận đó nha, gọi là giải nén mà, giải nén ra đi vào, y như phân tích thơ về lời văn đó, độc đáo như thế nào, về ý tác giả muốn biểu đạt cái gì. Đó, xong đoạn 1 rồi mình sẽ đi vào đoạn 2. Đoạn hai thuyền tôi trôi trên sông Đà đó, mình phân tích vẻ đẹp gì hả? Vẻ đẹp của cái sự, mình tách ra thành hai ý A và B ở đoạn 2 nha. Tách ra A là gì các em? A cảnh yên tĩnh của bờ sông ha. B là gì? Cảnh bờ sông đầy sức sống đó, bờ sông yên tĩnh. Thì chúng ta sẽ khai thác dẫn chứng nào làm bật lên cái sự yên tĩnh đó, có ở đầu, có ở cuối của đoạn 2 luôn. Mình nên bổ dọc chứ đừng có mò mẫm. Mò mẫm nó bị trùng ý á. Đó, sông Đà tĩnh lặng ha, hoang sơ. Mình sẽ lấy dẫn chứng ở cái phần trên, mình sẽ lấy dẫn chứng ở phần cuối đoạn để nói tĩnh lặng và hoang sơ. Đó. Rồi mình phân tích sông Đà, cái bờ bãi sông Đà đầy sức sống. Mình cũng lựa dẫn chứng ra chỗ nương ngô nhú lên mấy lá ngô non là một chỗ, cỏ danh đang ra những nọng búp là hai chỗ, đàn hưu đang ngốm ngốm những búp cỏ danh là ba chỗ, để làm bật lên sông Đà đầy sức sống, để thấy được cái vẻ đẹp thiên nhiên Tây Bắc á, nó muôn hình muôn vẻ, đúng không? Nó đầy sức hấp dẫn, đầy sức quyến rũ. Rồi phân tích xong rồi mình làm gì nữa? Phải có một đoạn để đánh giá về nghệ thuật ha. Nói về nghệ thuật, nếu như trong cái phần này mình có nhận xét về nghệ thuật rồi thì mình cũng nên dành cho một đoạn, dành cho bài viết của mình một đoạn để chốt lại những đặc điểm về nghệ thuật cho giám khảo thấy. Cái phong cách viết của Nguyễn Tuân á, rất tài hoa. Tài hoa trong cách ví von, tài hoa trong sự liên tưởng. Có chỗ đó thì sông Đà rất là mạnh, rất là hùng vĩ. Có chỗ thì rất là thơ mộng. Nguyễn Tuân yêu cái đẹp của sự hùng vĩ và cái đẹp của sự thơ mộng, và phô diễn bằng ngôn từ, bằng cách
tổ chức câu văn đầy chất tạo hình, đầy tính tạo hình. Có chỗ cái lời văn nó rất là trắc trở, cái giọng điệu đầy trắc trở. Có chỗ thì giọng điệu rất là êm ả nhẹ nhàng. Đó, thì ta dành một đoạn để ta nói về nghệ thuật. Ta dành tiếp một đoạn để ta chốt lại về phong cách viết của Nguyễn Tuân. Ha. Đó, cái đây, cái phần này nè, mình đang đáp ứng về cái ý cuối cùng của đề bài nè. Mình sẽ chốt lại phong cách viết của Nguyễn Tuân. Phong cách viết rất tài hoa qua việc yêu cái đẹp và phô diễn cái đẹp bằng ngôn từ. Uyên bác ở chỗ là vận dụng kiến thức của lĩnh vực nào? Lĩnh vực nào? Lĩnh vực đời sống á, Nguyễn Tuân đã đi thực tế đến đây tận mắt quan sát, tìm hiểu để thể hiện lại cái vẻ đẹp của sông Đà. Rất là đầy sức thuyết phục ha. Thì nếu như không có kiến thức ở võ thuật, ở binh pháp, thì ta khôn khéo ta nói kiến thức ở đời sống. Đây là kết quả của chuyến đi thực tế của Nguyễn Tuân lên Tây Bắc nhiều lần chứ không phải một lần. Đặc biệt là chuyến đi 1958, kiến thức của đời sống. Thấy chưa? Đó, thì như vậy cô nhắc lại, ở cái phân khúc đầu tiên, cô đã giúp các em phân tích ra sông Đà hẹp, thành vách sông Đà hẹp và dựng đứng. Mình tách ra hẹp thế nào, dựng đứng thế nào, đúng không? Nó tạo cảm giác chật chội, ngột ngạt ha, để miêu tả cái địa thế sông Đà đầy trắc trở đó. Còn ở phân khúc thứ hai, chúng ta phân tích bờ bãi sông Đà có hai cái điều đáng nói. Điều thứ nhất là gì? Sông Đà rất là yên tĩnh và hoang sơ. Rồi sông Đà rất nên thơ, rất đầy sức sống. Đó, mình phải phân tích để thấy ý, và mình phải đưa dẫn chứng vào để làm rõ ý, và mình phải bình luận sâu về dẫn chứng, rồi mình biết mở ý ra khi nói về phong cách viết của Nguyễn Tuân. Rồi ha, nó y như phân tích thơ, cũng tìm ý, cũng đi vào yếu tố nghệ thuật để làm rõ ý, cũng mở rộng và liên hệ, nâng cao ý, y như phân tích thơ. Rồi cô làm mẫu, bây giờ tới lượt các bạn làm nha. Tới lượt các em làm nha. Bây giờ mở Zalo ra. Ở cái phần truyền file á, à, cô chưa gửi ta. Mở Zalo, à, thôi coi trên màn hình cũng được. Coi trên màn hình cũng được. Các bạn có thấy cái đề không? Thấy chưa? Mờ lắm cô ơi. Rồi rồi, từ từ. Bây giờ rõ chưa? Bây giờ rõ chưa? Rõ rồi, cái đề này quen không? Quen không? Làm chưa các bạn? Có nhớ là mình làm đề này chưa? Hello. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Đồng bào đâu hết rồi? Dạ cô, nhưng mà... Chưa hả? Ừ, đã chưa làm. Đây là cái vị trí gần cuối tác phẩm ha. Chủ yếu là làm rõ vẻ đẹp gì của sông Đà. Mời bạn Lan Anh. Ừ, cô là vẻ đẹp chữ tình nên thơ của sông Đà. Ha. Thế bây giờ quan sát cái đoạn này, rồi thử tìm cho cô hệ thống ý. Ở đây có mấy phân khúc ta? Có 3 phân khúc. Phân khúc thứ nhất, ngồi trên tàu bay mà quan sát xuống sông Đà thì thấy sông Đà như một án tóc ha. Phân khúc thứ hai là khi xa sông Đà rồi thấy nhớ ha, gặp lại sông Đà thấy vui ha. Phân khúc thứ ba là nói về cái cảnh hoang sơ tĩnh lặng đầy sức sống. Vậy mình có mấy luận điểm trong thân bài?
Lan Anh gọi ai Lan Anh? Dạ em gọi Bảo Châu. Bảo Châu. Bảo Châu. Dạ cô. Có mấy luận điểm cần làm rõ. Quan sát nguyên nội dung đoạn trích rồi, cái mình hình dung ra những cái ý chính cần nói về sông Đà là gì? Những ý chính cần nói. Dạ, theo con đầu tiên là nói về cái vẻ đẹp ngoại hình của cái sông Đà. Nó là về dáng sông, về màu sắc, rồi về mấy cái bờ bãi á cô. Ừ, vẻ đẹp ngoại hình. Ok, đồng ý. Dạ, rồi ý thứ hai là nói về cái vẻ nên thơ của sông Đà. Giờ lý giải được là tại sao Tuân gọi sông Đà là cố nhân. Nên thơ gợi cảm, hai cái đó đi chung ha. Sông Đà vừa gợi cảm, vừa nên thơ, gợi nhiều cảm hứng cho thơ ha. Gợi cảm rồi nên thơ, hai cái đó đi liền với nhau. Đó là phân khúc thứ hai ha. Đồng ý. Phân khúc thứ ba. Dạ, phần thứ ba thì nói về cái sự yên tĩnh, yên bình của sông Đà. Đúng rồi, yên tạ, yên ả, thanh bình. Thiếu một ý nữa. Đầy sức sống nữa, nãy cô có nói á. Dạ. Chỗ nào đầy sức sống đâu? Nè, có danh ra những nõn búp nè. Dạ. Ngốn búp có danh nè, đầy sức sống, yên ả, thanh bình, đầy sức sống. Ha, rồi. Như vậy là mình đã thiết kế thành ba ý lớn. Trong ba ý đó mình chẻ ra như vừa rồi bạn Châu có chẻ đó. Đúng không? Cô nhắc lại nè. Cái phân khúc thứ nhất là một quan sát về cái địa hình. Mình dùng từ ngoại hình nhiều khi người ta bắt bẻ. Trong lớp đó, cô dùng từ ngoại hình để cho các em dễ hình dung. Mà khi viết bài, cái địa hình của con sông Đà ha, nó thể hiện những cái vẻ đẹp đầy quyến rũ. Đó là vẻ đẹp của gì? Vẻ đẹp ở địa hình, ở quan sát bằng quan sát cụ thể. Ta nhìn thấy A là gì? A là cái dáng sông rất là mềm mại. B là gì? B là sắc nước sông Đà thay đổi theo mùa. C là gì? Hết rồi. Có dáng sông, có sắc nước. Đó. Thế ta đi vào dẫn chứng, lựa dẫn chứng ra ha, để phân tích cái giá trị tạo hình của cái câu văn mà cô dặn học thuộc đó. Sao là tuân dài như án tóc gì đó. Rồi phân tích cái nghệ thuật so sánh ha. Phân tích cái cách phối thanh ha, cái cách tạo âm hưởng để làm cho cái câu văn nó êm ả, để làm cho cái giọng văn trở nên nhẹ nhàng đó, lời văn trở nên mềm mại. Ý B, sông Đà vừa nên thơ vừa gợi cảm, tách ra A, gợi cảm. Tác giả đã có những cảm xúc gì với sông Đà? Đó là cảm xúc thấy nhớ, thấy thèm, đúng không? Khi xa con sông thấy nhớ, thấy thèm. Khi gặp lại con sông thấy vậy, thấy vui, vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm vậy đó. Sông Đà gợi cảm, sông, sông Đà nên thơ. Nên thơ đó là gợi cảm hứng cho thơ đó. Nó nhắc cho nhà thơ nhớ về cái câu thơ nổi tiếng trong bài thơ của ai đây các em? Bài thơ của Lý Bạch. Bài thơ có tên là gì? Phải nói về xuất xứ câu thơ này nha. Có nhớ tên bài thơ không? Ai nhớ lên tiếng coi. Có ai nhớ không? Ai nhớ lên tiếng? Ừ, lên tiếng. Dạ, thưa cô là Yên Hoa Tam Nguyệt Hát Dương Châu. Trích trong bài thơ nào? Của ai? Ờ, thơ của Lý Bạch, còn tên thì con không nhớ. Bài thơ có tên là? Dạ. Tên là Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Nhiên Đi Quảng Lan. Chi? Chờ y chi? Không đi có Quảng đi nha. Ừ, tên bằng tiếng Hán nha. Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng. Chờ nha. Chờ y chi? Tên của con á. Đó. Phải nhớ, phải thuộc cái tên bài thơ này, phải biết tác giả và nhìn cái vẻ đẹp của sông Đà
thì Nguyễn Tuân đã liên tưởng đến cái hình ảnh của con sông Trường Giang ha, trong thơ của Lý Bạch. À, đó là cái nắng tháng ba đường thi đầy cổ kính, đầy cổ kính thật xa xưa. Đó, mình cảm nhận ra, mình nói ra. Rồi mình lựa dẫn chứng minh họa vô sông Đà. Đầy chất thơ, nó gợi lên cái vẻ đẹp cổ kính xa xưa trong thơ của Lý Bạch ha. Đó, rồi khi mà phân tích xong cái ý đó rồi, mình chuyển qua phân khúc thứ ba để mình làm rõ cái cảnh bờ bãi sông Đà. Vừa yên tĩnh, A là yên tĩnh, B hoang sơ, và C đầy sức sống. Hoặc em có thể đảo thứ tự, hoặc là yên tĩnh, hoặc đầy sức sống, đầy sức sống, hoang sơ, đầy sức sống, rồi yên tĩnh, tùy các em. Đó, nếu mà đảo thứ tự vậy thì nó theo cái trình tự từng dẫn chứng thì thấy cũng được. Đó, đi vào chúng ta nhìn đoạn thơ và chúng ta tìm ra ba ý lớn. Trong ba ý lớn đó chúng ta lại chẻ tiếp ra thành những ý nhỏ hơn, làm thành một cái dàn bài, ghi dàn bài đó trên giấy nháp. Có mấy dòng à? Có mấy dòng à? Ghi trên giấy nháp và sau đó triển khai theo hệ thống ý đó. Không có mò mẫm nha. Mò mẫm là đẳng cấp của, gọi là cái level thấp của những đứa mà không thèm học văn, không có nhìn vấn đề một cách khoa học ha. Rồi, đây là một cái đoạn văn có thể cho mình viết thành một bài để cảm nhận vẻ đẹp của sông Đà. Đó, vẻ đẹp của sự thi vị, vẻ đẹp của sự nên thơ. Tham khảo tiếp cái đoạn rồi, cô không có đưa, cô không có kịp chụp hình ở đoạn đầu hỏi về sông Đà. Người ta trích ra một cái đoạn nói về thành vách sông Đà, nói về thác nước sông Đà, nói về những cái hút nước ghê rợn trên sông Đà. Thì nhìn vô mình thấy có ba cái vẻ, ba cái đặc điểm đó làm nên sự hùng vĩ, làm nên sự hùng vĩ của sông Đà, đúng không? Thì mình chia ra sông Đà hùng vĩ bởi thành vách, sông Đà hùng vĩ bởi những cái thác, những cái gần thác kéo dài hàng cây số. Rồi sông Đà hùng vĩ bởi những cái hút nước ghê rợn, đáng sợ. Đó, tự nhiên nó có phân đoạn sẵn hết rồi. Thì mình sẽ đi vào từng cái phân đoạn nhỏ đó, mình làm rõ lên từng ý. Tham khảo thêm một cái đề khác nữa. Ồ, nó dàn trải quá nhiều quá. Các em hãy nhìn vô sách, nhìn vô sách giáo khoa, bắt đầu từ trang mấy, chỗ ông đào hai tay giữ mái chèo, nhìn vô sách từ trang mấy, ai thấy được, định vị được, lên tiếng nè. Ông đào hai tay giữ mái chèo, ai định vị được? Dạ, gần cuối trang 188. Đúng rồi, 188, nhìn ở dưới đếm lên dòng thứ 5 ha. Rồi, kết thúc của đoạn này. Kết thúc của đoạn này, nghe chỗ ngắn gọn tỉnh táo của người cầm lái, trang mấy? Trang 189. Đầu giữa hay cuối đoạn? Dạ giữa. Ngay giữa mà trên trên. Các bạn hãy dùng bút chì đóng ngoặc cho cô cái đoạn này, là đoạn 1 của đề bài. Từ chỗ ông đò cho tới chỗ người cầm lái, các bạn hãy dùng bút chì để đánh dấu cho cô cái đoạn 1 trong đề bài. Rồi chưa? Làm chưa? Từ trên đếm xuống khoảng 10 dòng, 11 dòng á, thấy chưa? Trang 189 á. Đó, đây là một đoạn trong đề bài. Cô thấy cái model cho hai đoạn là nhiều lắm á nha. Cho nên mình cũng phải quan tâm ha. Rồi, đoạn 2.
Đó, hai từ chỗ nào ai định vị được lên tiếng giúp cô. Sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ. Đầu trang 190 đó cô. Đầu trang 190. Rồi, đúng rồi, từ trên đếm xuống dòng thứ 5. Rồi, kết thúc của đoạn này không có gì hồi hộp đáng nhớ. Hết đoạn đó luôn ha. Các bạn hãy dùng bút chì đánh dấu cho cô đoạn 2. Và đề bài yêu cầu mình làm gì đây? Cảm nhận hình tượng ông lái đò trong hai đoạn. Đây, chúng ta lại bắt gặp không biết lần thứ mấy rồi đó. Đề bài cho hai đoạn yêu cầu cảm nhận về ông lái đò. À, hồi nãy người nào lên tiếng cuối cùng xưng tên ra nào. Bạn nào lên dạ, tiếng con. Tên gì? Dạ Nhi. Nhi gọi ai? Dạ con gọi bạn bạn Nhật Quyên. Nhật Quyên. Quyên ơi. Dạ con đây. Em hãy tập trung vào đoạn 1. Em thấy vẻ đẹp gì của người chèo đò? Tập trung vào đoạn 1. Thấy được vẻ đẹp gì của người chèo đò? Cô là dũng cảm hả? Vẻ đẹp của sự dũng cảm. Có dũng cảm. Mình nên dùng kết hợp các từ ngữ để nó hỗ trợ cho nhau. Chứ nói dũng cảm nó ngắn ngủn à. Của sự dạ, dũng cảm, gan dạ, mạnh mẽ. Chỗ này chưa mạnh mẽ nha. Của sự bình tĩnh, của sự chịu đựng ha. Khi mà đương đầu với kẻ thù không cân sức với mình. Đúng không? Bình tĩnh, dũng cảm. Thế thì ông lái đò đã đối diện với một kẻ thù như thế nào? Vẫn em trả lời nha. Kẻ thù của ông lái đò là con sông Đà. Con sông Đà như thế nào? Dạ cô là hùng vĩ tráng lệ. Ơi tầm bậy. Cái đó là không nằm trong đây. Nhìn vô đây mà thấy nói hùng vĩ tráng lệ là tầm bậy. Dạ là hung hãn ồn ào. Rất là dữ hung dội. Đúng rồi. Dữ dội, hung hãn ha. Rất là hiếu chiến. Chứng minh ra được không? Ông đã phải chiến đấu với kẻ thù như thế nào? Đó, mình chứng minh ra ha. Đó là cái đối tượng mà rất là hiếu chiến, đầy hung hãn. Chứng minh nó tấn công một cách dồn dập, nó tấn công một cách liên tục, nó tấn công với số đông ha, đầy áp đảo đối với ông lái đò. Khi mà đối diện với kẻ thù như vậy đó thì ông đò tỏ ra như thế nào? Ông lấy đò đầy sự chịu đựng ha. Khai thác dẫn chứng nào để nói về sức chịu đựng? Dạ cô là dạ ông lái đò hai tay giữ mái chèo để khỏi bị hất lên khỏi sóng trận địa. Giỏi vào mình. Giỏi lắm, biết khai thác từ đầu chứ không có giữa chừng. Vậy là kỹ lưỡng đó. Còn chỗ nào nữa không? Người yếu bản lĩnh thì sẽ làm sao? Sẽ buông xuôi, đúng không? Sẽ tránh né. Ông vẫn đương đầu. Mặt khác ông đã chịu đựng những cái đòn tấn công của nó chỗ nào? Là ông cố nén vết thương, hai chân vẫn kẹp chặt lấy cuốn lái, mặt béo bệch như cái luồng sóng đánh hồi lùng, đánh đòn tỉa, đánh đòn âm vào chỗ hiểm. Đúng rồi, chúng ta nhìn thấy câu văn này có hai vế. Vế đầu nói về ông lái đò, vế sau nói về con sông Đà ha. Nó đã luôn tìm cách để gây hấn, đánh đòn hồi lùng, đòn tỉa, đòn âm đánh vào chỗ hiểm. Nhận xét ra phép tu từ gì đó khi nói về đúng rồi, phép liệt kê, đúng không? Nó tấn công dồn dập. Còn bản thân ông lấy là đơn độc thì sao? Cố nén vết thương, hai chân vẫn kẹp chặt lấy cuốn lái, mặt méo đi. Quan sát cái hình ảnh ông lấy đò, ta thấy được gì ở ông?
có thấy được điều gì đang 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 hiện hữu? Cái sự đau đớn, đúng không? Là người trần mắt thịt chứ đâu phải người người mình sắc da đồng đâu. Cho nên là những cái sự tấn công đó gây ra những tổn thương, nhưng ông vẫn nén vết thương đó. Cái cách miêu tả rất là chân thật, mình nhận xét ra miêu tả rất chân thật, rất là cụ thể. Ông đã phải chiến đấu bằng bằng cả cơ thể của mình ha. Nỗi đau đó hằn lên trên khuôn mặt mặt méo bệt đi đó, thì mình sẽ đi vào cái câu văn đó, mình nhìn thấy, cố gắng nhìn thật kỹ, cố gắng nói thật nhiều về hình ảnh ông lái đò để thấy cái sức chịu đựng. Từ đó mình khái quát lên phẩm chất gì được thể hiện ở đây. Vẫn là em trả lời. Dạ, phẩm chất. Phẩm chất của là... của ai? Dạ, phẩm chất của ông lái đò. Nhưng mà mình liên tưởng tới cái đối tượng nào? Dạ, A, chiến sĩ, B, nghệ sĩ, C, liệt sĩ. Dạ, chiến sĩ. Đúng rồi. Đó là tinh thần chiến đấu à, của một người chiến sĩ và đương đầu với kẻ thù hung bạo. Phẩm chất của người chiến sĩ, đúng không? Ở trùng vây thứ hai thì ta gọi đó là một một gì lão tướng, nhớ chưa? Còn ở trùng vây thứ ba ta gọi là gì? Nghệ sĩ. Đây là cái phẩm chất của một dũng sĩ ha, quả đầy quả cảm. Các bạn thứ tra từ điển cho cô cái từ quả cảm có nghĩa là gì, ai rảnh tra giùm cô vậy? Đầy quả cảm, cái tinh thần chiến đấu đầy quả cảm. Bạn nào rảnh tra rồi lên tiếng giùm cô coi. Ai rảnh lên tiếng đó nè. Hello, có không, có ai phụ cô không, có không? Là có quyết tâm và dũng khí, dám đương đầu với nguy hiểm để làm những việc thấy cần phải làm đó cô. Ồ, chỗ này mình dùng từ quả cảm là đúng rồi ha. Tinh thần chiến đấu đầy quả cảm, quyết tâm chiến đấu tới cùng đó. Rồi thế cái vũ khí của người chèo đò là gì? Là cái cuốn lái, là cái mái chèo, đúng không? Cái hình ảnh ông lái đò đó giúp cho ta liên tưởng tới nhân vật nào cũng trong tác phẩm của Nguyễn Tuân. Khi mà cái thuyền sáo bơi chèo vẫn nghe rõ tiếng chỉ huy đó, nó khiến cho ta liên tưởng tới nhân vật nào cũng của Nguyễn Tuân. Huấn Cao. Đúng rồi, Huấn Cao. Lúc nào vậy? Dạ, lúc mà vỗ gông để đuổi rẹp, để làm như cái rẹp đó cô. Để vỗ gông để đuổi rẹp. Mà ông Huấn Cao vẫn điềm tĩnh trước bọn lính áp giải và vẫn ra lệnh ha, vẫn yêu cầu các đồng đội của mình hãy vỗ gông đó, làm chủ tình thế. Đó, cái này là mình mở ý ra, mình liên hệ. Vậy mới có nhiều chuyện để nói, đúng không? Viết văn là năng khiếu của những người nhiều chuyện, biết mở ý ra, biết liên hệ tác phẩm. Để mình thấy nhân vật của Nguyễn Tuân đó phải là những người rất là đầy phẩm chất. Đó là cái phẩm chất của một con người có bản lĩnh, đúng không? Rất kiêu hãnh, chứ không phải là của một con người đời bình thường, tầm thường. À, rồi xong ha. Phân khúc thứ nhất chúng ta có nói về con sông Đà, nhưng mà để như là một cái đòn bẩy để làm bật lên cái sự quả cảm của người lái đò, đúng không? Rồi tiếp tục ở phân khúc thứ hai nè. Hồi nãy bạn nào làm việc, bạn nào làm việc với cô nãy giờ, cô hỏi dạ con tên gì? Tại vì gọi luôn cô bằng Uyên gọi ai? Bằng Uyên gọi ai? Xin lỗi nha, tại vì cô phải xử lý nhiều tình huống cho nên cô quên tên. Uyên gọi ai? Dạ gọi bạn Phương Uyên ạ. À. Phương Uyên. Phương Uyên. Dạ. Rồi bây giờ em hãy quan sát đoạn 2, em nhìn thấy được phẩm chất gì cần làm rõ ở người chờ đó.
Dạ thưa cô là họ không có để tâm nhiều đến cái, nhưng mà khái quát lên, mình phải biết khái quát cái ý là đó là gì. Cô dạy rồi đó trong bài á. Dạ bình dị. Đúng, tâm hồn bình dị, khiêm tốn. Dạ. Nhưng nè nè, đó là cái ý mình nhớ mà mình có thể tách ra được ý A và ý B không? Tách được. Được, tách làm sao? Dạ thì mình nói họ bình dị như thế nào. Ồ, em đi vào chứng minh chứ em có tách đâu. Hồi nãy cô có phụ tách rồi, không có nhớ hả? Cái chữ bình dị khiêm tốn chẳng qua là cái nhãn để mình dán thôi. Còn khi mở ra, chúng ta thấy họ có một cái đời sống tâm hồn rất là phong phú. Họ biết thưởng thức cuộc sống qua những cái điều mà họ quan tâm. Họ quan tâm tới gì? Dạ, họ quan tâm tới những con cá anh Vũ, cá dòng xanh, cá hồng ca. Nói những con cá anh Vũ là nó hơi bị thô về lời văn. Quan tâm tới cá anh Vũ, cá dầm xanh, những hầm cá hang cá mùa khô. Nổ những tiếng to như mình bộc phát, trích ra, cá túa ra tràn ruộng, trích ra. Để thấy rằng là họ quan tâm tới những cái điều thú vị ở cuộc đời, đúng không? Vào mùa khô, những hầm cá, những hang cá túa ra đầy ruộng. Đó. Và họ thưởng thức được những cái thú vị của cuộc sống. Họ bàn về những cái hiện tượng rất là độc đáo, đúng không? Đó là cái vẻ đẹp trong đời sống tâm hồn. Ở đây nếu mà các bạn có đọc cái tác phẩm này ở trọn vẹn luôn á, thì chúng ta còn có thể kể thêm những cái người chào đò đó, họ còn tổ chức những cái cuộc thi xem ai là người điều khiển con đò tài giỏi nhất. Có bạn nào đã đọc rồi không lên tiếng cho cô coi nào? Họ thi như thế nào? Có ai đọc cái chỗ đó rồi không? Có không nào? Những cuộc thi thố để xem ai là người chèo đò giỏi nhất. Họ thi làm sao? Ôi, vậy là cái việc đọc của các bạn chưa nhiều nha, chưa nhiều á. Họ, sau khi vượt thác xong, họ sẽ kiểm tra những sọt hàng. Những sọt hàng nào mà khô ráo cho thấy cái người điều khiển con đò của cái thuyền đó là giỏi nhất, đúng không? Cái mức độ khô ráo của những sọt hàng. Họ tổ chức những cuộc thi thố ở trên sông để khẳng định cái tài năng của từng người đó, qua những cái lần thi thố đó. Nếu mà các em biết, có đọc thêm, có kiến thức, các em đưa vào đây, ngay tại chỗ này, để thấy được cái đời sống tinh thần của họ phong phú lắm. Chứ họ đâu có phải là chỉ biết có mỗi công việc chèo đò. Mà sẵn đây cô hỏi thêm, chèo đò để chở gì vậy? Chở gì? Dạ, cô là chở hàng. Em mà nói chở khách cái cô xỉu luôn á. Đúng rồi, chở những đặc sản của núi rừng Tây Bắc, như là chè mạn, chè cối. Chè là gì em? Chè là gì? Chè là trà. Giỏi. Chở gì nữa? Sừng hươu ha. Rồi da sừng, tức là sừng hươu, rồi da hổ, da trâu. Đó, những cái đặc sản của núi rừng Tây Bắc về xuôi. Đó, thì chúng ta đừng có quy kết là chở khách, đưa khách qua sông cái đó là thất bại nha. Như là một cái hạt sạn trong bát cơm vậy đó nha. Đó, chở những đặc sản của núi rừng Tây Bắc. Thế giờ rồi em đã nói được phẩm chất gì của người chèo đò? Giờ rồi á, cô đã giúp cho em làm rõ phẩm chất gì của người chèo đò. Phẩm chất gì? Tự nhiên lặng mất tiêu vậy.
mất sống rồi ha. Phẩm chất gì cả lớp? Dạ thưa cô, là phẩm chất ung dung điềm đạm. Tự nhiên cái đưa ra cái từ ngữ mới mẻ quá. Chứ là ta thấy được vẻ đẹp gì ở họ, tâm hồn rất là, đời sống tâm hồn, đời sống tinh thần rất là phong phú, đúng không? Biết thưởng thức cuộc sống, biết cảm nhận và biết thưởng thức những cái điều thú vị từ cuộc sống. Vậy là một ý. Còn ý nào ta chưa nói? Còn ý nào ta chưa nói? Em gọi ai nè, em gọi ai? Đổi không khí, gọi người khác đi. Em gọi ai? Dạ em gọi bạn Công Minh. Công Minh. Quá Minh. Dạ, dạ cô. Phẩm chất gì chưa nói? Dạ để con suy nghĩ. Chết rồi, nãy giờ chạy đi đâu rồi đúng không? Bây giờ mới xuất hiện cho nên không có nắm được cái ý hồi nãy đúng không? Chạy đi đâu? Dạ con mới đi một xíu. Mới đi một xíu. Vậy đó, hay vậy đó. Phẩm chất gì chưa nói? Đó là tâm hồn rất là bình dị, khiêm tốn. Khiêm tốn như thế nào? Không quan tâm gì về cái cuộc chiến vừa qua ha. Không bận lòng về những cái chiến công mà họ đã đạt được. Chiến công họ đạt được là gì? Là chiến thắng. Dạ. Lũ chiến thắng con, lũ tướng giữ quân tợn, cả một cái binh đoàn tướng giữ quân tợn, họ đã vượt qua được, họ đã chiến thắng được, họ đã chinh phục được con sông Đà. Nhưng không ai bận tâm về cái chiến công vừa qua đó. Mình sẽ đưa dẫn chứng vào, chả thấy ai bàn thêm một lời nào. Hên quá, đề có ít ngữ liệu, cứ thế mà khai thác dẫn chứng, khai thác kỹ vô. Vậy là chúng ta đã nói được cái vẻ đẹp tiếp theo, vẻ đẹp của tâm hồn phong phú, của sự khiêm tốn bình dị ha, của người chèo đò đấy. Thế từ hai cái vẻ đẹp đó đó thì ta sẽ xuống hàng, ta sẽ nói về cái nghệ thuật miêu tả ông lái đò trong hai đoạn này. Làm bài mà không nói về nghệ thuật là mất điểm. Thì Nguyễn Tuân đã miêu tả như thế nào, đã thể hiện ông lái đò như thế nào, đã đặt trong cái cuộc đương đầu với con sông Đà đúng không? Không có con sông Đà hiểm độc thì sẽ không có người lái đò quả cảm.